Vị thục viên học rồi, vị thục viên học rồi. Sáng là vị thục viên học học hiểu không? Sáng học vị thục viên hiểu không? Dạ hiểu. Tức là cái nhân thiện nhân ác nó quan trọng, nhưng mà cái quả nó cũng quan trọng. Bởi vì trên nền tảng của cái quả đó thì mình tiếp tục làm thiện hay là làm ác dễ dàng hay khó khăn hơn, mình nghe kịp không? Trên cái nền của cái quả đó thì bởi luân hồi là gì? Luân hồi nó là một cái chuỗi dài ghép nối giữa nhân và quả. Nếu ngày xưa nghe nghe chậm cho này nè, nếu kiếp xưa ta đã tạo nhiều ác nghiệp thì bây giờ ta lại sanh ra trong một cái môi trường không có được tốt đẹp. Nhưng nếu ngay trong cái môi trường mà không tốt đẹp ấy mà ta lại biết tu hành á, thì như vậy hóa ra là trên bùn ta lại biết trồng sen. Hiểu không? Dạ, hiểu. Còn đa phần chúng sanh á, là do nghiệp xấu đời trước nên nay sanh ra trong đống bùn, trên đống bùn ấy tiếp tục là bùn mà thôi. Ở Việt Nam mình trên bùn nó có thể mọc được cái gì? Rồi còn gì nữa? Rồi còn gì nữa? Bao nhiêu là thứ tàu xà lao khác, điên điển, ô rô, lát, biết đâu bèo, bèo, bèo. Không biết luôn, đã quá rồi ta. Bao nhiêu thứ cỏ dại rồi đó, trong khi là người ta là người có tu hành đó, thì kiếp trước người ta có tu rồi, đời này người ta sanh ra trong một cái môi trường không ra gì, nhưng mà trên cái môi trường không ra gì đó là người ta lại cho lòng mình nở sen, biết tu hành. Bởi vì tôi trong đời tôi có biết được một vài hoàn cảnh rất là ngoạn mục, là vì cái gia đạo không có được như ý đó, sau khi mà chia tay rồi người ta lại có nhiều thời giờ hơn. Ôi ôi, tôi thấy mà ham luôn. Trong khi có nhiều người đó vì gia đạo nó quá ok đi, cho nên quần quật cho tới già. Đó là một cái cô bên Đức tôi biết là của người Bắc, có chí tiến thủ dữ lắm. Gia đình đó là toàn là bác sĩ kỹ sư không, mà bản thân cổ thu nhập rất là khá, và cũng có một cái cuộc hôn nhân của nó là hoàn hảo, có nghĩa là không có gì để mình chê hết. Và chính trên cái nền mà hoàn hảo này cũng không có chỗ có rút lên lui. Khi mà cổ biết đạo rồi đó là cổ nói cái bậy nhất trong đời của con là mọi thứ nó quá như ý, nó như ý đến mức mà bây giờ cổ không thể bỏ chồng con một đêm để mà đi học đạo. Bị ảnh quá dễ thương đi, bây giờ con muốn cái gì cũng được hết, không nở. Thấy chồng hoàn hảo quá không nở, tại vì người ta đi rồi, người ta buồn, người con có ở đâu cũng buồn. Nhưng mỗi lần con nghe giảng vụ hồi sanh tử trầm luân, có đời này mà chắc gì được đời sau đó, nghe con rung lắm. Nhưng mà giờ con mỗi lần con xách cái giỏ ra khỏi cửa là tự nhiên con dòm lại mấy không nở, quay trở vô thiệt. Rủ không đi luôn, rủ biết bộ nãy giờ nói không hả? Tưởng tôi nói đùa hết. Tức là nó quá hoàn hảo đi, nó quá hoàn hảo. Muốn gì cũng được thì cũng đi tu, không phải say vết. Không, cái chữ muốn gì cũng được nó phải hiểu thông minh chút. Có nghĩa là nói về thế gian á, nói về thế gian thôi. Chứ còn cũng nói nghe ham, mấy trời cổ được chuyện đời nào cũng đi học. Cái tóc bạc sớm là biết bạch mát ma nữ rồi, gia đạo nó bình yên, bình yên không như ý rồi. Bạc lại có không dụng. Cho nên đọc cái liên lạc trong mắt. Cho nên là có những người do phước đời xưa đời này sinh ra là một con bướm giữa một vườn hoa, và từ đó không có cơ hội học hỏi thêm cuộc đời. Hiểu không? Vì nó quá êm đềm đi. Rồi còn có người thì do đời trước thiếu phúc dung trồng, nhưng mà do cái thiếu ấy mà đời này sinh ra trên một đống sình, và giờ nhờ vậy trồng sen dễ. Bồ Tát có điểm hơn người đó là sinh ra trên đống đá ong thì là ngày mọc theo kiểu đá ong, mà sinh ra trên sình thì ngày mọc theo kiểu sình, mà sinh ra trên tuyết ngày bèn phát triển trên tuyết. Còn mình thì sao? Mình không được như vậy. Hễ mà sinh ra trong môi trường mà phì nhiêu màu mỡ đó, thì mình kẹt lúc rồi đó, mình rút ra không được. Còn trong cái môi trường mà cằn cỗi héo úa thì mình cũng không có phát triển được gì hết. Một cái thì mình lún sâu, con gái mình cằn cỗi. Bồ Tát thì môi trường nào người ta cũng tu được. Thậm chí trong kinh kể có kiếp Bồ Tát sinh ra làm người nông dân, mà các vị biết là gia tài chỉ có cái cuốc, không có biết gì đó không? Dạ không. Gia tài không có nghe hả? Gia tài chỉ có cái cuốc.
rồi nhiều đêm trăng vàng cút đất một mình của đất để nghỉ. Chẳng những ta đang cày xới trên cái cánh đồng này mà tôi còn đang cày xới cánh đồng sinh tử. Từng ngày và từng ngày ta đang gieo những cái hạt giống sinh tử, và biết khi nào ta thoát, tại sao ta không đi xuất gia? Tắt đi. Trước khi đi cái lấy cái cuốc đem luyện như bụi. Khi mình lên rừng những cái đêm nằm đến mình á, nhớ những cái nồi bắp nướng, những củ khoai lùi ở dưới làng á, chiều chiều có hớ bếp, rồi có tiếng trẻ con la ơi ới trên đồng, rồi có sáo diều, rồi có cây đa bánh nước vậy đó. Giờ tự nhiên lên rừng vậy nó nằm chè queo mà nó thấy nhớ cái cuốc ngày xưa. Yeah, nhớ cái cuốc ngày xưa. Mà ở đây á, là tôi nói đạo mà cũng rầu lắm trước mặt tôi đó. Mà anh phụ kiểu ra mà anh phụ mà nhà quê, để mà ra nhà quê cho nên nói nó khó dữ lắm. Chứ quý vị biết có nhiều cái mảnh đời quý vị thấy tôi ngồi này, là tôi sống sướng như tiên tôi qua rồi. Mà đó là sau khi đi tu á, mà tôi từng biết những cảnh mà tan nát tôi cũng đã qua rồi. Ngày xưa tôi ở ngoài Long Thành có cái anh đó, ở sát bên chùa, có nhìn ảnh thì tôi mới thấm thía câu chuyện Bồ Tát mà cây cuốc. Ảnh có một người vợ rất là hiền, người Tàu đâu biết nói tiếng Việt đâu, mà cứ suốt ngày cứ buồn buồn á, ảnh đi ra ngoài sân anh cuốc, ra ngoài người đồng anh ra ngoài rẫy anh cuốc tới khuya, tới bữa đêm trăng anh cuốc anh không ngủ. Anh cuốc xong rồi cái nhà anh giữa một miếng đất trống vậy đó, anh có cái giàn bầu, anh có cái nhà tranh. Tối thời đó chỉ cộng cắm nghe BBC đó, cho nên là anh mở nhỏ nhỏ rồi mấy sư bên chùa qua cái uống trà, cái ăn đường tán, cái đường thẻ đó, bên cái giếng nước trăng vàng đó. Anh nói bây giờ anh không mong giàu nhưng mong được về sống hoài cũng được. Thì tôi may nhắc tới ảnh là tôi nhớ nó một tác kiểu cây cuốc. Có nhiều cuộc sống êm đềm cũng một kiểu lúng sâu rút ra không được, biết không? Êm đềm lắm quý vị, êm đềm lắm. Cho nên là mình đang học về cái gì? Quả gì tục duyên là cái đó. Tức là trên nền tảng thiện ác đời trước, đời nay đó, tự nhiên ta có một cái kiểu tâm thức mà nó tương ứng với nền tảng ấy, để rồi ta tiếp tục chìm sâu trong đó. Có hiểu không? Là do cái nghiệp đời trước, cho nên đời này sinh ra đó là tôi phải sinh ra trong môi trường như vậy. Và hả, sinh ra trong môi trường nào thì người ta rất dễ chìm sâu trong môi trường đó. Lâu lâu trong hàng trăm hàng triệu chúng sanh mới có một đứa biết nhìn lại cái môi trường mà mình đang có mặt. Thì có hiểu không? Không hiểu. Ủa, không hiểu. Có nghĩa là trong kinh đó hàng triệu người mới có một người biết nhìn lại cái mảnh đất mà mình đang tung tăng hiếm lắm. Chứ thường đó là sanh ra đâu là cứ chìm ở trong đó, sanh ra đâu là chìm đó, dầu là trên đống phân thì vẫn chìm sâu trong đống phân ấy. Rồi đi lấy chồng, chồng anh một ngày là nó đánh 30 lần liền, dẫn câu tới 30 lần nó làm đánh bóp bình thường, bữa nào không bị đòn nhớ. Và cái chuyện có thiệt luôn là cứ chồng đi nhậu về riết nó bực, nhưng mà rồi nó mửa ra mình hốt, rồi nó lâu nó dắt nguyên đám bạn về rồi bài ra nhậu ối mửa la hét đập bồn đập bát, rồi xong rồi tụi nó đi ngủ rồi mình phải dọn mà ối mửa tâm linh vậy đó, mà dọn tới khuya mới đi ngủ. Nhưng mà tới lúc mà không có dịp để dọn nhớ. Có thiệt mà, tôi là nhà quê có lai sinh nè, tôi biết không bị đòn là nó rêm người lắm. Nó bị đập vài phát lâu lâu cái mỏ nó bị dẫu lên, nó bị ấm cái mỏ, rồi phải dọn dẹp mâm mửa đó, phải có cái mâm mửa dọn, phải dọn mâm mửa. Rồi tối thì hôi rình, nó vô nằm cọ quẹt đẻ chơi vậy đó. Có thiệt mà, cứ năm một vậy đó. Ngán quá thì tôi ngồi tôi tả, tôi lăn chống luôn. Mà đôi khi hồi đó ở với mẹ thì em đềm, nghèo thì có nghèo thiệt, nhưng mà cũng hái hoa bắt bướm, có chiếc xuồng cái nhỏ hai mẹ con đi nhổ bông súng bán, có nhiêu ăn nhiêu, em biết nhiêu. Tự nhiên có ngày quen cái làng đó, rồi về làm dâu xứ lạ, chim na na, làm nhánh na na, ca liên nhỏ ở về Houston. Rồi về đó, nó đầu cũng chết luôn. Cho nên do tiền nghiệp mà ta phải có mặt ở một môi trường sống nào đó, nghe kịp không? Và do cái tập khí sinh tử, hai cái do nha. Thứ nhất là do tiền nghiệp mà ta phải có mặt ở một môi trường sống nào đó, và cái do thứ hai là do tập khí sinh tử.
hễ sanh ra đâu ta bèn ghim sâu gắm chặt vào cái môi trường ấy. Như vậy là hai do. Hai cái do. Và chỉ có người học đạo và người tu tứ niệm xứ mới là người đủ tỉnh táo để mà thoát được cái do thứ hai. Cái do một là mình né không nổi rồi, cái do tiền nghiệp là mình đã có mặt rồi. Nhưng mà cái do thứ hai là bậy. Cái do thứ hai là mình né được mà mình lại không chịu né. Tức là do cái tập khí tiền não mà coi như là cứ là có mặt ở đâu là chìm sâu trong đó. Cho nên tới lúc Phật ra đời đó, Phật giảng khô lưỡi nhưng mà mình những cái là nhiều lắm là cúng dường rồi rút quân. Bởi vì mình chán không nổi. Trong kinh kể Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trà sáng giờ ngồi nghe lạnh luôn, nó nguội mà nghe lạnh luôn. Nói vậy mới đi nghiệp lắm, nói sáng chiều hiểu, nói sáng chiều hiểu. Mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni có kiếp ngày ngày làm vua mà ngày có người bạn thân lắm, thân thiệt là thân vậy đó. Người bạn đó vừa là ông quan lớn trong triều, ngài là vua mà người đó là bạn, người bạn đó là quan lớn trong triều, tức là dưới quyền ngài. Thì bữa đó ông bạn cũng đi ra phố gặp mấy vị Phật độc giác á, nó nôm na mấy ông thần sư đi, thì gặp mấy ông sư cái ông mến quá, cái ông mới đi theo về núi ông tu luôn. Ông tu rồi Bồ Tát thì lâu lâu cũng có nhớ nhớ bạn, hỏi đâu rồi thì bên kia nó mất tiêu rồi, thì thôi tìm hoài cũng được. Mấy chục năm vào một ngày kia thì cái vị sư cái ông bạn mà đi tu đó, ổng bây giờ ổng là một vị Phật độc giác, ổng mới xuống cũng quán xét, ngày quán xét coi cái ngày từ lúc ngày đi là ngày biết người bạn mình không phải là tay tầm thường. Nhưng mà ngài biết cha này nghiệp nặng sâu dày là không thể nào mà cứu nổi. Cho nên ngài về núi ngỡ mấy chục năm ngày chờ. Thì một ngày kia đó, chuyện nó dài lắm, tôi gặp gì tôi ghét cho nên tôi kể tôi cắt khúc luôn. Tức là hồi xưa đó là hai anh em đi học, cái lão hoàng tử Bồ Tát đi học, học chung với cái cậu công tử mà con quan lớn này nè. Thì hai anh em đi học thương nhau lắm, thương đến mức mà không có phân biệt tôn ti ai là hoàng tử ai là công tử á, không có phân biệt. Thì cái thì Bồ Tát cứ nói hoài là tôi mà lên làm vua rồi ông đừng khỏi lo, ông là dưới một người mà trên vạn người. Nhưng mà tới lúc mà học thành tài rồi nó về đó thì người chưa về tới triều là người bạn đã thấy chán đời đó, người bạn mới đi tu. Là do cái phước nghiệp của hai bên nó khiến Bồ Tát về cái lay quay triều chính quốc sự, Bồ Tát quên mất người bạn đi. Thì tới lúc nhớ được thì không còn tâm tích gì nữa hết, hiểu không? Thì nhiều năm sau có một buổi bữa đó vua đi dạo cửa thành, vua nghe con nít nó hát là 50 năm trôi qua rồi người xưa còn có nhớ, nghĩa kim bằng chỉ có chừng đó hay sao, đường xa xứ lạ nắng gió mưa sương, du thề bồi du hứa hẹn, mà bây giờ người bạn ở đâu du có còn nhớ hay không, 55 là năm rồi còn cái gì nữa. Thì em du không đi cũng nghe con hát thấy lạ. Nó sao con nít rồi biết hát cái lời lạ vậy, nó mới kêu là hỏi mà ai dạy cho mấy đứa hát vậy, nó không biết đó. Có ông sư mặt là quát rồi ông kêu hát, ông nói mỗi lần thấy vua đi là hát à. Cái ông vua ông nói rồi ta nhớ rồi, nhưng mà cái ông thầy đó có nói gì thêm không? Ông nói cứ hãy vua hỏi á, hỏi ai mà bài đã vụ này thì cứ chỉ vô cái khu vườn đó đó. Muốn gặp cái người nào mà sáng tác cái bài này cứ đi vô trong cái khu vườn đó, khu vườn ở cuối phố. Vua ông nghe giọng thì riết trong đó. Thì cũng gặp lại ngài, thì ngài nói là vừa gặp lại ông vua mừng lắm, 55 năm mới gặp lại đó. Thì ông vua nói bây giờ ngài mừng lắm, hỏi bây giờ ngài muốn cái gì trọng cũng chiều hết á. Cái ngài nói là hôm nay tôi gặp lại ngài hoàn toàn không có mục đích được gì hết, mà tao chỉ nhắc ngài biết là ngài đã hai tiếng tóc rồi,
rong chơi chừng đó đủ rồi. Thì Bồ Tát nói câu này mình tôi đang giảng đó. Ngài nói hồi nãy đến giờ ngài nói một, chấm hiểu ba, chấm mới nghi ngờ về lời của ngài hết. Nhưng mà ngài coi tuổi đó nè, nguyên một đám nó đẹp như thế này là bỏ đi giao cho ai? Ông vua mà không đi đâu cả, cả lũ giai nhân mỹ nữ nó đầy đủ Bồ Tát. Ngài coi đó biết ngài nó đúng, nhà tụi nó về là làm sao mà bởi tôi có ra bắt, tôi có ra cho cái suối Giải Oan, cái chỗ Giải Oan mà chỗ mà vua Trần Nhân Tôn đi tu nhá. Rồi Trần Thủ Độ mới đem mấy cô người đệ, mấy cô cung nữ lên trên đó, biết gì đó không, để mà rước vua về đó. Mà vua từ chối thì mấy cô này mới đứng khấn lên núi đó. Nếu mà bây giờ tuổi này ngài được tiến cung là coi như cả đời con gái là hiến cho hoàng thượng, mà nay hoàng thượng đi tu thì không có cần tới tuổi này nữa. Mà nếu không cần tuổi này lỡ làng về đời thì về với ai, thì đã là của vua rồi mà vua đi tu vậy thôi, tuổi này xin ở lại thì vua là không chịu đi tu, nguyên đám đẹp quá đâu tu. À, cái lời mà nói vậy xong là mấy chục em nhảy cha em xuống chết sạch, tự tử tự trầm ý. Cho nên từ cái đó nó mới có cái cầu là cái suối Giải Oan. Mình đi nghe mình nhớ cũng lạnh sống hả, không biết con đọc cái đó. Đời nhà Trần là nhà Trần, Trần nhà lâu lắm rồi. Thì Bồ Tát nói vậy xong rồi Bồ Tát về cung. Thì trong kinh mới nói tại sao Phật Đồng Giác cái gì cũng biết mà tại sao không có biết là lần này gặp không có lợi ích mà vẫn gặp. Thì trong kinh mới trả lời đó là tại vì biết rằng tuy bữa nay Bồ Tát không thấm, nhưng mà không có buổi gặp này thì về lấy cái gì đâu mà thấm. Cho nên ngay cái bữa đó thì đúng chia tay nhau bệnh rịnh bùi ngùi, Bồ Tát tiếp tục dắt gái về cung, không có tu hành gì hết. Nhưng mà khi mà những đêm trăng một mình đó, ổng là người trí mà, đi tới đi lui đi tới đi lui đi tới lui rồi gió đêm rồi trăng vàng vậy đó, thì nhớ là cái người bạn xưa, rồi nhớ cuộc gặp gỡ trong cái vườn vậy đó, quyết định đây đây. Mà chưa đâu cái câu này mới nặng nè, lúc trước khi chia tay vì Độc Giác đó nói câu này, ngài giống như một con chim quạ, con chim trên kênh, vì mê một cái xác chết mà theo nó tới lúc nó trôi xa quá là ngày không có đủ sức để bay đỡ vô bờ. Nói xong rồi vị nó mới chia tay. Thì cái câu nói nó ám ảnh Bồ Tát, cho nên tới lúc Bồ Tát mà còn là một mình nó cứ nhớ cảnh mà cái câu nói là ngày là con kinh kênh mà theo cái đuổi xác chết tới lúc nó trôi xa bờ quá đó, thì không có sức để quay trở lại. Lát đi tu. Mà trong kinh có cái đọc đoạn này tôi đọc tôi thấy thú vị là tất cả chư Phật ba đời mười phương như Phật Nhiên Đăng, Tỳ Bà Thi, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni đều có điểm giống nhau là trước khi mà đi xuất gia đó là đều phải thấy bốn cái cảnh lão bệnh tử tăng. Lão là thấy một người già, thấy một người bệnh, một sắc chết và một người xuất gia. Thì tất cả chư Phật đều phải như vậy rồi mới bỏ ngôi đi tu. Mà trong kinh nói đó, là những cái hình ảnh đó là do Phạm Thiên họ hiện ra cho thấy. Mà trước khi họ hiện ra cho thấy đó là họ theo dõi. Thì tất cả Phạm Thiên mà theo dõi chỉ nó là những vị mà có thần thông Phạm Thiên mà. Họ thấy hôm nay cái nhân viên nó đã đến cái lúc để cho vị này đi tu rồi. Thì và tất cả Phạm Thiên có suy nghĩ giống nhau đó là vị này là một con voi mà đang bị xa lầy á. Bây giờ ta chỉ cần thảy một sợi dây để kéo con voi nó lên thôi. Cho nên ngay cả Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, khi mà ngày mà có đứa con đầu lòng vậy đó, trước đó là Phạm Thiên biết rõ là Gia Du sẽ sanh con vào ngày đó, giờ đó, biết rõ năm đó là ngày mới 29 tuổi, biết rõ hết. Bây giờ Phạm Thiên nói đây là cái lúc tốt nhất để đem ngày đi, thì mới xuống cho ngày thấy mấy hình ảnh đó. Thì ngày vừa nhìn thấy là ngày sốc liền. Cho nên mình học về quả dị tụng duyên là sao, là mình hãy nhớ rằng là mình là đang sống trong cái dòng chảy và trong cái dòng cuốn của nhân và quả. Cái vai trò của nghiệp của nhân thiện nhân ác là nó quá quan trọng, mình đã học mấy ngày nay rồi, nhưng còn cái quả mình chưa có học. Nó quan trọng ở chỗ nào, là trên cái nền tảng của cái tiền nghiệp ấy,
nếu mà mình không có khéo vùng thoát, hiểu chứ, vùng thoát không? Dạ. Là mình tiếp tục lúng ở trong đó. Cố gắng lúng. Dạ, mình lúng. Cho nên hôm nay sau cái học này về cứ nhớ chừng, có phải ta đang lúng trên cái nền của quả cũ không? Dạ. Dạ. Không? Dạ. Có nhiều người bệnh hoài mà không có hành thiền được, đó là đang một, đó là một cái kiểu lúng. Dạ. Lúng ở trong cái quả cũ, cái quả kiếp trước. Dạ. Và lợi giờ giàu quá mà không có bỏ công việc đi được, không bỏ cái chớp được, vì cái gì cái income nó vô nhiều quá thì rõ ràng là mình đang bị lúng. Mình đang rồi đang có một cuộc hôn nhân như ý, có một người chồng người vợ như ý, có một đám con ngoan hiền như ý, mình không có dành thời giờ để hành thiền được, thì mình phải hiểu rằng mình đang bị lúng, mình đang bị lúng trong quả, hiểu không? Mình đang sống ở trong phiền não là mình đang lúng trong nhân, nhưng mà mình lúng ở trong cái điều kiện hiện có đó là mình lúng trong quả. Và dầu cái điều kiện ấy là dễ chịu hay khó chịu cũng là cái vũng lầy mà chúng ta đang từng bước lúng ở trong đó. Mà đừng tưởng xuất gia là ngon, xuất gia nó có kiểu lúng khác. Có cái chùa là một kiểu lúng. Có biết đâu. Hả? Thấy mặt gờ gờ chứ có rõ. Tức là mình chủ nhật là mình mở đạo tràng tiếng Pháp người ta, nhưng mà thật ra là ông trụ trì đang từng ngày lúng ở trong cái chùa đó. Bao nhiêu mối quan hệ, rồi thu nhập, rồi tiếng tâm, uy tín, nghĩa là bao nhiêu thứ là không có khéo đó, là tới ngày mình chết là mình là vẫn là một con voi xa lầy. Đó là xuất gia rồi đó, có y áo rồi đó. Cho nên nếu đúng là người cầu đạo giải thoát thì vẫn thường và vẫn phải thường xuyên tự hỏi lòng, có phải ta đang bị xa lầy hay không? Và nên nhớ rằng mỗi người có một cái vũng lầy khác nhau, hiểu không? Chứ đừng có tưởng là ô tôi tự do, tôi đâu có chồng con, tôi đâu có lầy. Xin lỗi, lầy cái kiểu khác. Nó lúng cái kiểu khác. Thí dụ như giờ tôi không có thích lấy chồng, tôi thích tự do, để anh chị tôi để tôi đi du lịch, như vậy là mình cái lầy đó là lầy du lịch. Hiểu không? Rồi tôi không có lúng nữa, tôi chỉ có cái tật mua sắm thôi à. Vậy là tôi lúng đông mò. Hiểu không? Dạ, là tôi đang lúng đúng không? Nói nghĩa là trong kinh nói mỗi em có một cái kiểu lúng, và mỗi người có một cái kiểu xiềng xích khác nhau. Có kẻ đó, cái xiềng nó bằng đồng, có kẻ xiềng bằng sắt, có kẻ xiềng bằng vàng, và có người mới nhục chỉ bị xiềng bằng một sợi tóc hơi dài thôi. Có không? Có. Tôi bị hoài tôi biết. Chỉ một sợi tóc thôi mà nó cột rồi không đi được, biết không? Chỉ yeah. Đó có làm sao thoát ra nếu cái ngu gì thoát ngu như chồng thằng em đềm mà thoát ra. Tức là đi dạy học, đi dạy học như thế này, mình dạy 4 ngày là xong, tan hẹn cái gì xong rồi nó đợi tới cái ngày thứ tư nó bèn kề tay nói nhỏ, yếu quá ở lại uống thuốc bắc vài hôm đi. Dạ. Thế là bị xiềng, không có tóc mà chết vì tóc. Có hiểu không? Tại sao không có tóc? Tại vì tu. Vì tu là có tóc nhưng vẫn bị chết vì tóc. Rồi có người hỏi tôi tại sao suy ra tình, tôi không phải ra tình, tại vì không có tóc, thấy tóc lạ, tò mò, nó dính luôn à. Vậy hiểu chưa? Xin nó thiệt hay xin nó chơi vậy? Ngu thì nó thiệt. Thì bây giờ buồn ngủ dở, em hết buồn ngủ chứ ai mà bậy hài dữ vậy? Bậy hài, bậy hài hơn. Sư con hỏi thiệt như vậy, nếu trường hợp bị quả, bị nghiệp mà đúng như vậy thì xin sư chỉ dẫn cái cách để thoát ra. Không có cách nào hết. Cái chuyện đầu tiên là mình nè, không có thầy bà nào dạy mình hết. Không có cách nào hết. Khi nào mà mình thấy được mình đang bị tù thì mình mới nghĩ là cách vượt ngục. Còn cái chuyện đầu tiên mà Du không thấy Du đang bị tù thì có cha, có mẹ, có dòng họ kéo tới năn nỉ thì mình cũng chịu thoát. Chuyện đầu tiên là anh phải thấy. Cho nên trong đạo mình ấy, trong 4 quả vị ta sơ nhị tam tứ quả, cái quả vị đầu tiên ấy, nó có nhiều tên gọi lắm. Một là tu, tu đồ quờn, dự lưu, thất lai, đúng không?
Thất lai nghĩa là quay lại, rồi giữ lưu nghĩa là mình đã bước vào phòng thánh. Đó, đúng chưa? Nhưng mà nó có cái tên nữa rất là độc, đó là cái tầng thánh sơ ngộ. Tiếng Pali kêu là Dasana. Phật tử không học Abhidhamm không biết cái tên, quá hơi lạ lạ này. Cái tầng thánh đầu tiên là tầng thánh sơ ngộ, tiếng Pali là Dasana, D-A-S-S-A-N-A, cái là tầng thánh sơ ngộ. Sơ ngộ có nghĩa là lần đầu mà quen biết với 4D, lần đầu mà thấy được cái diện mạo của Niết Bàn, lần đầu mà thấy rõ được mình là ai trong cái cõi trần luân này, lần đầu. Còn bao nhiêu kiếp quá khứ mà tâm trạng mà học trong nó toàn là mấy tấm ảnh không hồn, tức là học của người ta đó không có thánh. Mà đó là lần đầu tiên mà cái vị này biết rõ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bản chất thật sự của mình là gì. Vì nó biết rõ rằng thì ra mấy nay lâu nay ta vừa điên mà vừa đuôi. Điên là vì ta hiểu lầm vạn hữu chỉ có chừng đó mà ta ráng mau ra cho được cái để ta thích và cái để ta ghét, đó gọi là điên. Còn đuôi là bởi vì lấy lâu nay 4D sừng sững mà lừng lững đó, nhưng mà ta chớ hề ghé mắt nhìn lấy một lần. Nghe kịp không? Cái ngày đầu tiên đắp tu đầu quần là vì ta thấy hai cái điều đó, thì ra mấy lâu nay tôi vừa điên mà vừa đuôi. Vì sao? Là vì phải thấy mình á, là đang bị tù mới thoát được. Còn phàm phu mình, Đức Phật nói giống như một con chó mà nó bị xiềng, có cào, có cấu, có quào, có sủa, có cắn thì nó cũng quẩn quanh trong đó. Ngày xưa chưa biết đạo, thấy mình đẹp, mình khỏe, mình giàu, mình giỏi. Biết đạo rồi mình biết coi mấy cái đó là phù du, mình chuyển qua cái khác. Mình thấy mình niệm giỏi, tuệ hay, thiền giỏi, định sâu, hiểu không? Nó bị rì ràng vô một cái khác. Cho nên tôi mới nói mỗi người có một cái kiểu dây xiềng khác nhau. Có kẻ thì cái dây xiềng bằng sắt, có người bằng đồng, có người thì bằng platinum, có người thì bằng solid gold, có người là một cái cộng vải, cộng cước, vậy thôi. Các vị đừng có chê mấy sợi dây nhỏ nhà nó gì cộng mà nó bắt người ta mò tôm cái gì, có biết không? Trong làng, trong xã mà nó thấy người nào chống cộng quá nó ghét á. Bạn đem nó kêu cửa cho nó dắt ra ngoài mé sông đó, lấy cái gì cướp câu cá đó, nó cột hai con cái rồi nó cột về rồi nó đạp xong sao lội. Nói hiểu không? Cái cọng cướp vô cá đó nó chỉ đây nó nhỏ hơn cái đũa ăn cơm chút, rồi nó cột hai ngón này là cột vậy làm sao mà dễ mà không có tốn dây tốn khúc vậy hả? Nói hiểu không? Hai ngón này nó cột nè, cột tréo rồi nó đạp luôn khỏi lội luôn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng có nghĩ rằng phải cái sợi dây sợi xiềng nặng chắc chắn kim loại thì mới nguy hiểm, mà nhiều khi chúng ta bị xiềng bởi những cái không có ra gì hết. Như nãy từ cả chuyện Bồ Tát mà có cái cây cuốc đó, nghèo như vậy đó mà cứ hễ lên rừng là nhấn những đêm trăng mà luộc khoai nấu bắp. Rồi có mấy cô hàng xóm tới chơi hát cải lương giọng cổ nhớ nhiều rồi thôi. Và cứ lâu lâu cái bỏ tô chạy về làng vô bụi môi cuốc ra làm tiếp 7 lần như vậy. Đến lần thứ 7 thì người nói không được, tóc mình bạc rồi. Mà lần nào hắn luyện cái cuốc lần trở ra mò kiếm cái cuốc, bây giờ mình nhắm mắt mình luyện không biết nó đi về hướng nào. Rồi nó quay phiêu mắt. Thì ngày mới la làng lên thì nói là ta thắng trận rồi. Thì có ông vua ông đi đánh giặc về nghe ông đủ mình mới thắng trận về, mình không la thì có thằng nào thắng trận. Ông mới cho lính đi bắt Bồ Tát rồi. Thì vua hỏi chậm mới đi đánh giặc về chậm thắng, chậm la còn khanh có cái xà lõn không mà la thắng ai không á. Bồ Tát nói không, cuối cùng tôi thắng tôi. Bồ Tát mới kể 6 lần luyện cuốc bỏ quê lên rừng làm ẩn sĩ đều thất bại. Lần thứ 7 này luyện cuốc nhắm mắt không biết cuốc rớt ở phương nào, lần này đi luôn không có cớ để về nữa.
thì Bồ Tát lúc ông vua mới nói vua là ngài đang nói, Bồ Tát ngài đang nói trọng thắng trận mà trọng vẫn còn thua khanh. Trọng thắng ở đâu thắng, nhưng trọng không thắng là lòng mình. Ngài đi tu đó, ngài cần cái gì về nói trọng. Khó lắm quý vị, khó lắm. Nói thiệt luôn là Phật pháp tôi cũng tự cho tôi cũng biết hơi nhiều nhiều đó, nhưng mà tôi cũng có những cái ràng buộc ai biết. Những cái bệnh nặng mình á, người đó yếu dữ lắm, thèm có người mà về nấu cho chén cháo thôi, rồi mỗi ngày còn dịch kinh, rồi tới giờ sư ơi xuống ăn cơm chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Mà những lúc mà ước đó, mà nếu mà có con nào cũng biết được là chết tôi, nghe hiểu không? Cho nên cái vị tục duyên nó nguy lắm. Nó nguy là sao? Nó quan trọng là sao? Ai mà không có nguyên một cái núi tiền nghiệp sau lưng, đúng không? Thì trên cái núi đó là mình vì nó mà mình luôn luôn có cái bãi đáp, mình tắt thở là nó có chỗ mình đi. Trong kinh có cái hình ảnh rất là đẹp, đó là nhắm mắt lại đi rồi luyện một hòn đất, tự hòn đất nó phải tìm chỗ rơi. Chỉ cần ta còn sanh tử thì tắt hơi rồi ta phải có chỗ ta về, nhớ không? Mà nếu mà ta thiếu tỉnh thức thì ta cái hòn đất tái sanh đó nó rớt chỗ nào thì ta bèn mê chỗ đó, hiểu không? Nếu ta là con gà thì ta mê cái góc chuồng, cái góc vườn, cái khu vườn mà ta đi bươi mồi mỗi ngày. Ta là con heo, ta mê cái máng heo. Ta là con ngựa thì ta mê cái tàu ngựa, mê cái tàu cỏ. Ta là con chim, ta sẽ mê một cái tổ rất là nhỏ ở một cái góc rừng nào đó. Ta là một người phụ nữ nội trợ thì ta sẽ mê cái xóm bếp luống rau. Ta là một người nông dân thì ta mê một mảnh ruộng, một cái cánh đồng nho nhỏ nào đó. Khiếp lắm quý vị, khiếp lắm. Bởi vì cái vô chùa học đạo cho cao chi mà có cái này phải nhớ, đó là ta từ tiền nghiệp mà đến đây. Nhưng mà nếu mà cái tập khí sanh tử mà sâu dày quá thì trong cái môi trường nào ta có mặt, ta cũng tìm cách một rẽ trên chính môi trường ấy. Như vậy ta không còn phải thoát. Chỗ này rất là sâu. Tu tứ niệm xứ là luôn luôn phát hiện xem có cái rẽ của mình bữa nay nó chọt tới đâu rồi. Hiểu không? Tu tứ niệm xứ là cái người có khả năng đó. Chứ tôi thấy có nhiều người phụ nữ, nếu mà đời tự cuộc đời của họ mà ngẫm lại nhiều cái cũng buồn lắm, thấy không? Nhưng mà nhờ cái mình lơ sống dại dột chết thở ngay, cho nên là cứ tiếp tục yêu đời nhiều quá. Chứ thiệt ra nó mà nói thì tại sao đời là biển khổ? Trong kinh có đưa một cái câu giải thích mà tôi mê vô cùng. Tại sao gọi đời là biển khổ? Là vì không, vì rất hiếm người có cái gan sống lại mảnh đời cũ. Cái quãng đời đã qua đấy. Nó hiểu sao không hiểu? Một câu định nghĩa rất đơn giản. Tại sao đời là biển khổ? Là vì ai cũng phải ngại sống lại quãng đời cũ hết. Ai cũng thích sống lâu, đúng không? Nhưng mà kêu sống lại cái quãng đời cũ mà y chang nó teo lắm. Tôi biết mà tôi sợ lắm. Sống là y như cũ. Các cô nhìn nó mặt bơ sữa không hiểu đâu. Có là những cái mảnh đời mà hồi nhỏ mình đã trải qua à? Nhưng mà nó quá khổ đi. Nếu mảnh đời của họ không có khổ mà rất là tươi vui, thì bởi tụi nó hiếm họ cũng... Nhưng mà thật ra đó, nếu mà một người là người có trí đó, thì cũng ngại quay lại cái cũ đó, thà đó về cái mới à cô. Hiểu, nó hiểu không? Dạ, họ quay là họ nhìn. Bởi vì Bồ Tát trong kinh nó rất là nhiều kiếp, ngày cũng làm vua rồi cũng đắc thiền, cũng nhớ kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà tại sao mình sợ sinh tử? Bởi vì người thấy sanh ra mà đắng quá đó, thì sinh tử làm gì? Còn ngọt đó, thì ngài hỏi, tự hỏi lòng mình một câu, vì đâu ta thấy nó ngọt? Là vì tập khí sanh tử nãy nói rồi. Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, cho nên ta thấy nó ngọt. Thật ra trên đời này không có một cái nào là ngọt hả? Nó nghe hiểu không? Mà cho tới bây giờ mà mình vẫn thấy có cái gì đó ngọt, nghĩa là trong tư tưởng mình có vấn đề, trong nhận thức của mình có vấn đề. Chứ đời sống vốn dĩ không có gì là ngọt. Là vì sao? Là vì ba lý do. Thứ nhất, nếu tiền nghiệp nó không đẩy mình về đây mà đẩy về hướng khác thì mình có coi cái này ngọt không? Có hiểu tôi nói gì không? Cái thứ hai, cứ giả định là cho nó ngọt thiệt đi, nó ngọt được bao lâu? Cái thứ ba, nếu mà ta đam mê cái ngọt này là ta sẽ đi về đâu?
Các vị có biết tiểu đường có hai loại biết không? Một là tiểu đường sinh lý và tiểu đường tâm lý. Tiểu đường sinh lý là khoái ăn ngọt và nó tạo ra chứng bệnh diabetes. Còn tiểu đường tâm lý là thích cái ngọt của cuộc đời đó. Và những ai mê ngọt, càng mê dữ dội chừng nào thì khi trẻ ấy gặp cái đắng, cái khả năng chịu đựng sẽ rất kém, các vị biết không? Mà đời sống cái đắng, cái cay nó vốn bủa vây chúng ta trong từng ngày. Cái sức mạnh của một hành giả, sức mạnh của người biết đạo là người có khả năng tự tại trước mọi hoàn cảnh. Mà hãy ai mà mê ngọt quá thì người đó không có khả năng chịu đắng. Và người không có khả năng chịu đắng thì người đó có khác gì một đứa bé, cứ đụng tới là chảy nước mắt, đụng tới là chảy nước mắt. Có nhiều người bẩm sinh chỉ là một hũ chanh mú thì biết không? Rất là dễ khóc, rất là dễ khóc, rất là dễ bị tổn thương. Cho nên mình học về quả duyên là mình nhớ cái bài học này. Ta từ tiền nghiệp mà đến đây, có mặt trên cái mảnh đất sanh tử này, nay chỉ cần thiếu tỉnh thức là ta sẽ ghim châu, ghim sâu gấm chặt trên cái mảnh đất đó. Mà mảnh đất này nè, trong mắt bao nhiêu người hiền trí trong đời, nó chẳng đáng gì hết. Nhưng mà vì cái phước báo của ta, cái trình độ của ta nó chỉ vừa đủ cho ta thấy cái này là tất cả. Cái thiên đường của con chim cú chỉ là chỗ nào có chuột. Hiểu không? Hiểu không? Biết con chim cú không? Bây giờ quý vị đem con chim cú vô trong phòng mà có chăn đệm, có rồi cho ăn yến xào bào ngư nó không khoái. Mà cái đem liễn ra chỗ hôi rình đó mà có mấy con chuột đó là nó chịu à. Tại vì cái tiền nghiệp nó phải như sống vậy nó mới chịu. Phạm Thiên mà bây giờ mà đem họ bắt họ ép họ sống chung với mười một đám mỹ nữ là họ chết sớm. Vì Phạm Thiên họ vốn không có giới tính, họ không có thích sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, họ không có thích. Mà đôi khi mà dục giới mình á thì ở tầng nào thì thích cái tầng đó thôi, các vị có biết gì đó không? Có. Trong kinh nó chư thiên mà đau lợi là nó gớm cái loài người mình dữ lắm. Mà mình là dân chợ, mà làm dân quê mình ngán dữ lắm biết không? Nó hôi phèn, nó ghét nắng đó. Rồi nó tâm tâm, nó dơ dơ, rồi nó thấy quán vệ sinh quá đi. Nhưng mà nhà nhà quê với nhau thì phải cái nó hay khét khét hay hôi nó mới tình nồng. Hương gây mùi nhớ. Thì ở mỗi một cái cảnh giới, ở mỗi một cái tầng lớp xã hội là mình có một cái gu khác nhau. Nghe kẹp không? Gu khác nhau. Ví dụ như nó có những tầng lớp xã hội mà hai người trong nhà mà có một, chỉ cần có một người không biết piano là gì là người kia nản. Hai người trong một nhà mà không biết uống wine là người kia nản. Hai người trong nhà nha mà không biết nghe concerto là người kia nản. Hiểu không? Rồi có những cái mối cảnh trong ngôi nhà hai chồng mà chồng ghét út trộn là vợ buồn. Phải biết cải lương mới sống chào được. Việt Nam có ông đại gia tuyển nhân viên, cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải biết hút thuốc lào và phải biết hát bắt, biết không? Quan họ hát cô đầu rồi đó, hát sẩm rồi đó. Thì nhân viên trong phòng, nhân viên vòng ngoài thì sao được, nhân viên mà vòng trong kế bên ổng là phải biết hai cái món đó, ổng mới là trả lương cao. Đặng ổng đi đâu cũng dắt theo, đi Rolls Royce mà đi đâu cũng có cái ổng mà Yoka kéo rộp vậy đó. Thì cái gu ổng như vậy. Rồi xong thì xong duyên thì học tiếp duyên. Dạ. Quyền duyên. Chính xác không? Chính xác không? Vật thực. Quả duyên. Quả duyên là tới quyền, tới gì? Phải không? Vật thực duyên, xong vật thực duyên, tới quyền duyên. Bây giờ tiếp. Biết cái nào? Thì cái chỉ thôi. Vật thực duyên. Tôi báo cho bà con biết, chỉ riêng cái vật thực không đó là phải tới 12 giờ đêm. Có một cách nhanh thôi là bởi vì trò so với mấy cái duyên khác, cái duyên này nó như bánh xèo vậy đó, nó nào rau chấm
tùm lum hết, cho nên bây giờ muốn cho nó nhanh á là mình bỏ bớt rau với chấm đi, tức là mình đổ cho mình bóc một cuộn ăn liền á thì nó lẹ, nó khỏi rau đi nha, khỏi rau. Ok, cái duyên đầu tiên đó là cái đầu bậc thần nó có bốn hả, bậc thần có bốn, cái bậc thần duyên nó sâu rồi vậy nè. Cái chuyện đầu tiên á là chúng ta nhớ rằng bậc thần mà mình biết á thì nó khác trong kinh nhiều lắm. Cái nutrition ở trong thế gian cái nghĩa nó rất là hẹp, tức là cái gì mà nó nuôi cái cơ thể này mình gọi là nutrition, cái gọi là food. Nhưng mà ở trong kinh á thì nó không có riêng cái nuôi cái thân thể này mà nó nuôi luôn cả cái mind của mình nữa thì gọi là nutrition. Bởi vì trong một ngày như vậy nó nói về cơ thể này ăn không đủ thì sao ta, ăn đủ no thì mình bị cái gì, ăn đủ no thì bị đói, trời đất ơi nó đơn giản vậy mình hiểu ra. Ăn đủ no thì nó bị đói, mà ăn đủ chất thì nó bị suy dinh dưỡng, đúng không? Mà hãy bị đói và bị suy dinh dưỡng thì mình không có khỏe, thì cái tinh thần mình cũng vậy. Ăn không đủ no và không đủ chất thì nó cũng bị đói và nó bị suy dinh dưỡng. Và đói nó chia làm hai trường hợp. Một, đói ở đây làm cho mình yếu. Hai, nó là đói nó làm cho mình thèm. Đúng không? Vấn đề nảy sinh từ đó. Khi mà ta đói, mọi người có đủ pháp để sống an lạc thì họ không có đói, họ không có mà lăng xăng cái này nghĩ đi tìm thêm cái khác. Nhưng mà khi mình bị đói nghĩa là đời sống tinh thần nó bị thiếu hụt, thì bắt đầu mới có nhu cầu kiếm tiền. Mà khi mình đói là ăn bậy lắm. Có không? Dạ đúng. Đói quá cái vô tủ lạnh thấy có một chén chè nước cốt dừa hôm qua đó, cái đem nó nghiêm vô quất xong rồi nó dẫn tới cái gì ta? Đi mố đi dùm. Đấy chưa? Thì cũng vậy, khi mà đời sống tinh thần mình nó nghèo quá, bắt đầu nó có cái nhu cầu là thầy bà. Đó, thầy tư, thầy tám rồi đó, rồi lăng nghiêm, lăng nghiếp rồi đi theo, hiểu không? Rồi vô nhà gì đâu, rồi vô hotel thấy tay chữ Tây Tạng, rồi ủng ba la mani, người ta là ốm mani bắt mê hầm, rồi mình là ốm mani iPad hầm. Rồi cứ đói quá mà đời sống tâm linh nghèo quá thì tự nhiên nó nảy ra cái sự ốm đói. Mà khi nó ốm đói thì nó mới nảy ra nhu cầu kiếm tiền. Mà khi đói quá thường thiếu bình tĩnh, đói quá ăn bậy, giận quá mất khôn, mà đói quá dễ ăn bậy. Nghe kịp chưa? Bây giờ mới thấy cái bậc thần duyên nó lớn chuyện chưa? Có nghĩa là trên cái tấm thân này nè, mà nó ăn không đủ no thì nó bị đói, mà ăn không đủ chất thì nó suy dinh dưỡng. Còn cái tấm thân này nè, cái thân tấm về cái đề sống tâm linh, khi mà nó không đủ chất có nghĩa là cái thiện pháp không đủ để cho nó an trú á, nó không đủ cái pháp để nó an trú thì nó mới có nhu cầu đi kiếm tiền ở bên ngoài, thầy này bà nọ, và bắt đầu đi gạt. Thì nó mất thời gian chứ gì, nó mất thời gian đời mình thì gia tài. Cái mình biết, giả định mình sống 70 tuổi đi thì mình mất 1/3 thời gian ngủ rồi, các bạn biết không? Rồi còn lại có 50 năm, mà 50 năm đó mình bỏ thời gian mà trẻ dạy đi học, rồi lúc bệnh lúc hờn giận lúc không vui, rồi trừ ra lúc thời gian mình đi làm nữa, đi làm kiếm tiền rồi nuôi chồng nuôi con, trừ hết ra thì 70 mình còn là bao nhiêu? Không bao nhiêu hết, 1/4 rồi. Tôi nghĩ còn 1/4 trốn, 1/4. Đừng có tưởng nào mà mình ngon. Tại vì trừ ra 18 năm đầu đời là ngu như vịt, đúng không? Dạ đúng. Rồi trừ thời gian mình ngủ cả đời, trừ thời gian mình bệnh hoạn hờn giận không được vui, rồi nói chung là lắp 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 lắp, trừ hết là thì 70 không còn là bao nhiêu hết. Và khi còn là không bao nhiêu thì trong đó mình lại chia đôi, chia 5, chia 8 thời gian đó cho mình, cho gia đình, cho bạn bè, cho xã hội, cho những đam mê, những sở thích. Vậy cuối cùng cái mà thời gian dành cho đời sống tâm linh á, tâm linh là gì? Tức là đời sống mà mình nhìn, mình sống chậm lại, mình nhìn lại cái bản tâm của mình không còn quá yếu, quá yếu đi nha. Cho nên ở đây á, có lần đó có người hỏi Phật, bạch Thế Tôn, nếu giáo pháp Thế Tôn gom là một câu thì Thế Tôn sẽ nói gì? Phật dạy có nhiều cách nói, nhưng nói với người thì ta có một câu này thôi.
tất cả chúng sanh sống chết do ăn uống. Tất cả chúng sanh á, sống chết là do ăn uống. Ông nghe xong đắc quả liền. Để khi với cái đầu của mình nghe không hiểu vậy. Nhưng mà chỉ ăn uống đây là ông kia ông nghe ông hiểu vậy đó. Có nghĩa là cái tấm thân này mà do ăn uống thiếu thốn và không đúng mức sẽ dẫn đến cái chết, dẫn đến cái bệnh, đúng không? Thì cái đối với cái này mà ăn uống thiếu thốn, ăn uống tầm bậy cũng dẫn đến cái sự mà gọi là mất trí và tự sát, rồi phiền não sanh tử cũng từ đây mà ra. Cho nên ở đây vật thực ở trong đạo mình chia làm bốn. Một là vật thực thế gian. Vật thực một là vật thực thế gian. Trà này đâu vậy? Trà, trà. Dạ, Thái Nguyên. Thái Nguyên. Dạ. Nếu nó còn nguyên thì đâu gọi là Thái, mà Thái là nó còn nguyên. À, thứ nhất là vật thực thế gian là cái gì? Là những gì ta uống, ăn và đưa vào cơ thể qua các đường. Những gì ta uống, ăn và đưa vào cơ thể qua các đường. Qua các đường, ví dụ như chích. Chích hoặc là xoa rồi đó, biết xoa mà. Như dưỡng da đó, mình không có uống, mình không có chích, nhưng mà mình... Trời ơi, toàn là thầy lotion không, mà không biết. Nói chung nhiều cách để mình đưa mấy cái nutrition vào trong cơ thể của mình. Đó gọi là một, trường hợp một đó gọi là thực phẩm này là gồm những gì ta ăn, uống và đưa vào cơ thể qua các đường, phải không? Đúng chưa? Cái loại thực phẩm thứ hai đó chính là những gì mà thân tâm ta tiếp xúc mỗi khoảnh khắc. Đúng chưa? Phải. Tức là cái sự gặp nhau giữa sáu căn và sáu trần. Tức là cái sự gặp nhau giữa sáu căn và sáu trần. Đúng chưa? Rồi nghe một chút. Cái loại thực phẩm đầu tiên ấy thì dễ hiểu rồi, phải không? Không cần giải thích. Nhưng cái loại thực phẩm thứ hai nó thật ra cũng dễ hiểu, nhưng mà không có học đạo thì không có biết, không có ngờ nó quan trọng như vậy. Bây giờ tôi hỏi bà con, những gì làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu hay khó chịu trong đời sống mình đó, có cái nào nằm ngoài sáu trần không? Có hiểu không? Ví dụ như là lúc này mình thấy, mình gặp ai đó, mình thấy cái mặt họ nó héo xào, nó hết pin, nó hết điện vậy đó, hỏi ra là chắc chắn họ đang có chuyện buồn. Chắc chắn một là cơ thể đang có bệnh, hai là có chuyện nhà, ba là chuyện làm ăn, thu nhập, tiền bạc, không? Hoặc là cũng liên hệ tới pháp luật hay là tình cảm gì đó, chắc chắn như vậy. Hoặc cũng có lúc mình thấy một người nó mặt mũi sánh trưng, khỏe mạnh, an lạc, là mình biết lúc đó là sáu căn sáu trần họ nó đang rất là ok, nghe kịp không? Như vậy thì loại thực phẩm thứ nhất đó là dễ hiểu rồi, đó là loại thực phẩm thế gian, có nghĩa là những gì ta ăn uống và đưa vào cơ thể. Nhưng mà loại thực phẩm thứ hai chính là sáu trần mà ta thường xuyên tiếp xúc mỗi phút, chứ không phải mỗi giờ mỗi ngày, mà nó là mỗi phút nha, rất là quan trọng. Ta thường sống nhiều về cái gì thì đó chính là thực phẩm của ta, nghe kịp không? Và ta tiếp nhận cái nguồn thực phẩm ấy ra sao, ta tiếp nhận cái gì và cái kiệt quát và hao. Có hiểu quá và hao? Ta thường mắt tai mũi lưỡi của ta thường nghe, thường nếm, thường chạm cái gì, và ta tiếp nhận sáu trần ra sao, tiếp nhận cái gì và tiếp nhận ra sao, chính cái đó làm cho ta trở nên an lạc hoặc là đau khổ. Nghe kịp chưa? Hiểu hả? Cho nên đây là cái nguồn thực phẩm thứ hai. Nguồn một là phải nói là nguồn hai là chính là sáu căn sáu trần sáu object mà mình thường xuyên, cái đó quan trọng lắm. Có người thì họ không muốn gì hơn là nghe nhạc hay là ăn là cứ riêng vô lỗ tai, có không? Dạ có. Có người thì khoái ăn ngon, cả đời là cái coi cái chuyện ăn uống tối ngày nhà bếp hoài. Tôi biết có người họ nói với tôi, họ nói là họ đời họ chỉ có cái bếp thôi, mua cái nhà đó với họ đó là mua cho vui vậy thôi, chứ còn tối là
khi nào đuối lắm họ mới vô trong giường nằm chút, nhưng mà thật ra họ nói họ nằm sofa của mình đó, mà phần lớn thời gian là nếu mà không đi làm nữa nhà là họ nằm dưới bếp đó, lục cái này lục cái kia, nấu ăn không hết thì gửi cho bạn, còn không nó bỏ trong tủ đá, còn mình hết nó không ăn không hết nữa, rồi mình gửi cái chùa. Mà coi như là mê cái nhà bếp lắm, mua cái nhà nó là chỉ để sống với nhà bếp thôi, có biết không? Tự nhiên nắm thử nó mà biết gì đó hả? Mê nhà bếp lắm hả? Rồi rồi như vậy rồi có người thì cứ mê con nít. Hồi xưa là ru em, rồi có chồng rồi ru con, rồi con lớn rồi ru cháu nội, cháu ngoại, cháu cố, cháu sơ, cháu sờ, sống sống xích gì đó, cứ mà còn ru được ta cứ ru. Mê nít lắm, biết cái đó hả? Rồi có em thì đi shopping bên Tâm Ba, không có chồng mà cũng có tiền lắm, cứ đi shopping xong rồi nó cái bra thắt á còn toàn đen đó, rồi ship còn nằm đó, gói lại chắc đóng nó xong tống vô thùng gửi Việt Nam cho đi mua tiếp. Là họ ghiền á, họ chỉ mua, họ chỉ hạnh phúc được có như có một hai tiếng hồ gì đó, rồi xong là họ không thấy nó là cái gì luôn, rồi họ cứ tống gì xứ mê cái đó nha, giàu lắm. Cho nên á là cái loại thực phẩm thứ hai chính là sáu trần mà ta thường tiếp xúc mỗi phút đó, cái đó là nguồn thực phẩm của ta. Mà ta thường sống nhiều với cái gì thì cái sức khỏe tâm lý của chúng ta cũng theo đó mà tốt hoặc xấu hơn. Tôi nói tiếng Việt rất rõ mà không hiểu thì mình dắt nhau đi học tiếng Miên hết. Thì sao về đây là học tiếng Miên hết nha. Hiểu không? Rồi như vậy thì tới cái loại thực phẩm thứ ba mới ghê nè. Loại thực phẩm thứ ba chính là nghiệp duyên, chính là chủ ý. Cái loại thực phẩm thứ hai là những cái sáu trần nào mà mình thường tiếp xúc mỗi ngày, nghe kịp không? Quan trọng lắm, cái bài này rất là quan trọng. Chỗ cái phần này mà không chịu học là mai mốt mà cứ đi học giáo lý mà cứ học lên cho cái này là phần tinh hoa của đạo mình nè, là cái phần này nè. À, là bây giờ tới cái phần thứ ba là phần chủ ý. Anh có mê cái gì đi nữa, anh có làm cái gì, anh là ai, là nam nữ đực cái trong máy, nam phụ lão ấu, anh là ai tôi cần biết. Nhưng mà đời sống thường nhật của anh á, cái chủ ý của anh nghiêng nặng về cái gì thì tương lai của anh nó sẽ nhuốm cái màu ấy. Tương lai của anh nó được quyết định bởi từng phút chủ ý của anh. Chừng chủ ý này cứ nghe là intention, moment of intention. Từng cái giây phút chủ ý của mình nó sẽ đưa mình về một cái phương trời sanh tử nào đó, hoặc là giải thoát. Và quý vị nhớ là trong từng ngày của chúng ta, trong từng giờ của chúng ta đang âm thầm kín đáo và lặng lẽ xây dựng cái cảnh giới tái sanh tương lai cho mình, có tin vậy đó không? Dạ con. Có nghĩa là cái kiếp tới này mình sẽ đi về đâu, rồi chỗ ở đó là Campuchia, Phi Châu hay là Việt Nam, Lào, Mỹ, Do Thái, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, hoàn toàn là do mình bây giờ mình xây này. Mình sống bằng cái tâm trạng như thế nào thì mai này mình sẽ đi về cái cảnh giới mà nó tương ứng như vậy. Trong kinh nói tham ít ít làm bàn sanh, sanh ít ít làm thú dữ, si ít ít tham ít ít ít, sanh ít ít thì làm bàn sanh làm ngạ quỷ, mà tham nhiều nhiều, sân nhiều nhiều, si nhiều nhiều về địa ngục. Và ở trong đó là nói gọn, còn nói là chi tiết. Tham kiểu gì mà ít ít thì sanh làm cái loài tham nhiều, rồi tham kiểu gì sanh làm cái loài tham ít. Rồi trong cái loài bàn sanh là súc sanh đấy, nó có nhiều cái loài khác nhau. Có loài thì nó ăn rồi nó ăn rất là ít, nó chỉ thích bò bay mái cửa rồi thôi. Nhưng có những loài cả đời nó chỉ biết ăn, không biết kiếm ăn cả ngày, có biết không? Hả? Rồi có những loài cả đời nó chỉ biết là con cái, con đực, con trống, con mái tìm nhau, có biết đâu? Quý vị có biết cái tần suất mà giao phối của con chim sẻ rất cao, quý vị biết không? Không biết hả? Thí
chuyên con dê nè, con chim sẻ nè, con gà nè. Đây là những cái loài mà cái tần suất giao phối nó rất cao, cái nhu cầu giao phối rất cao. Hiểu chứ giao phối không? Intercourse rất cao. Rồi còn có những con đó thì cái nhu cầu ăn của nó rất cao. Còn những ăn suốt mùa thu các bạn luôn, heo. Nó ăn suốt luôn, ăn suốt. Rồi còn có những con săn nhiều, có nghĩa là cá đợi nó cực kỳ hung dữ, gì biết không? Có không ta? Tức là cái đặc điểm sinh học của nó là gì? Là đối kháng và tự vệ. Có những con nó nói tới mặt đó là biết nó ăn rồi. Có con nói tới nó là nó giao phối. Nhưng mà có những con nói tới nó là mình nghĩ đến cái chuyện là dạ. Thì như rắn hổ á, hoặc cọp beo á, là nó nói tới mấy cái con đó là mình nghĩ đầu tiên, mình cái ấn tượng đầu tiên của mình về nó là gì? Là hung dữ, là đối kháng, là tự vệ, là tấn công. Đối kháng, tấn công, tự vệ. Là vì cái tánh mình sống nhiều về cái gì, intention mình nó nghiêng về cái gì nhiều, thì mình bèn đi về cái cảnh giới đó. Còn mà u mê quá, sống chìm sâu quá, tham không nổi bật, sân không nổi bật, thì lập tức si nổi bật. Nhớ cái này. Tham là gì? Là đam mê đắm đuối. Còn sân là bất mãn này nọ. Mà nếu hai cái này mà không nổi bật thì chắc chắn là rất là cái si. Có nghĩa là chỉ khác thực vật, khoáng vật chút xíu thôi. Biết nó hiểu không? Cái đâu hiểu. Biết oyster không? Nó bằng tiếng là động vật, nhưng mà quý vị thấy nó giống như là cục đá vậy đó. Nó chỉ khác cái nó có cái nhân, là nó hơi mềm mềm nó thôi, chứ còn nó là cứ về. Mà nếu mà mình ngồi thiền mà mình không có chánh niệm, mà mình cứ ngồi kiểu này là mốt chết là oyster hết á, thì cái đó gọi là seafood Buddhism. Có nghĩa là tu riết mà thành mấy con mực. Đó, tu được mà thành con mực, tu được mà thành con nghiêu, sò, ốc hết. Cứ ngầu riết quá thạch luôn. Sư đâu đến nổi dữ được sư. Tôi thấy đây nhiều lắm, tôi không có nở nói, tôi thấy cái này oyster không nữa. Có nghĩa là cái này không có xài. Cái này có mà không có chịu xài. Xài chứ, sao sư biết được? Đó, mà tôi đâu nói tôi đâu, biết cô có xài mà. Có nhớ vụ qua nào ai mất tiền nhớ không? Dạ. Có nhớ hôm qua vụ não nào mất tiền đó nhớ không? Dạ nhớ. Cái xài hả? Nhiều quá cho nên nó rẻ. Cái nào xài nhiều thì nó rẻ, còn cái thứ mà mấy ông trung ương đảng không có xài mắc quá. Ngắn quá. Ngắn quá. Vậy con quá nghe. Quang chưa lên xuống nấu ăn, xuống làm oyster ở dưới. Cho nên đó là vật thật á. Tôi nói giảng tới 12 giờ, tại vì nãy giờ tôi giảng giảng tắc 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 không. Chứ còn tôi từng dành rất nhiều thời gian để tôi nói về bốn loại thực phẩm này, nó vô cùng quan trọng. Thậm chí ta có thể nói trong đạo Phật, ăn chính là những gì mà anh ăn uống mỗi ngày. Cái câu trong y học ngoài đời cũng có câu này. Có nghe câu này, ăn chính là những gì mà anh ăn mỗi ngày. Ra quá chú ý. Ăn chính là những gì mà anh ăn mỗi ngày. Ăn ở đây nó gồm có hai nghĩa. Một là cơ thể của anh. Hai là đời sống tâm linh, những gì mà anh hay nạp nhất. Bạn nào anh thường chơi, sách báo nào anh thường đọc, nè, những gì mà mắt tai mũi lưỡi của anh nó thường tiếp xúc, thì chính những cái đó nó tạo ra con người của anh ngay bây giờ. Có đúng không? Cho nên đi, cái quan trọng nhất của cái thực phẩm này là gì? Chính là những gì ta ăn vào, ta tiếp nhận cho thân tâm của mình, và cái kiểu tiếp nhận ra sao. Cái chỗ này tôi bắt buộc gửi đến các vị một bài học khác rất là khó nhớ và rất là quan trọng. Tôi nói là lần nữa, ta thường xuyên tiếp xúc với cái gì và tiếp xúc kiểu nào, chứ không phải tiếp xúc với cái gì là đủ. Ví dụ như mình thường tiếp xúc với Phật pháp, nhưng mà tiếp xúc theo cái kiểu mình tụng thôi, hiểu không? Cái đó cũng Phật pháp vậy, nhưng mà tiếp xúc theo kiểu tụng thôi. Cái tiếp xúc thứ hai là gì? Là học, là mày mò coi ý nghĩa này ý nghĩa kia, ghi nốt, lấy nốt, ghi chép tùm lum. Đó là kiểu tiếp xúc hai. Nhưng còn kiểu tiếp xúc ba là chánh niệm. Xong. Có phải là ba cách tiếp xúc không? Cách một là đó. Cách hai là làm một sách. Có một ông vàng mà tử nó hỏi về thiền sư. Sư phụ, tại sao mà trong chùa có người thích tụng, có người thích đọc là sao? Chùa nó giống như coi phim, đứa thì thích phụ đề, đứa thích lồng tiếng vậy thôi.
hiểu không? Phụ đề là sắp thai rồi. Mấy đứa mà mê đọc sách là mấy đứa khoái sắp thai rồi. Còn mấy đứa khoái đọc, khoái nghe nên là thích lòng tiếng. Tôi thích cái câu đó là cho nên đó là cái câu này quan trọng này. Tùy thuộc vào duyên lành ba la mật của ta dày mỏng ít nhiều mà ta có gặp được Phật pháp hay không. Khi gặp Phật pháp rồi ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm được bao nhiêu. Nếu tôi là quý vị là chiều nay tôi đã đi tha tu cái câu đó rồi. Tùy thuộc vào cái căn lành tiền kiếp mà ta có gặp được Phật pháp hay không. Và khi gặp rồi ta quan tâm cái gì. Biết bao nhiêu người cũng quy y có pháp danh, nhưng cái họ quan tâm là gì? Là đúc tượng rồi đúc chuông rồi móc tiền đó làm phước rồi cái đó là cái duy nhất mà họ quan tâm. Rồi trở về cũng đời sống của người không biết đạo. Cái quẩn quẩn ai mà kêu thì làm phước móc tiền ra dục cái đùng rồi bỏ giọt đi trở về đời tiếp tục. Có người họ đến với đạo họ lại quan tâm cái khác, họ muốn trở thành một người uyên bác về giáo lý. Có người họ lại thích trở thành hành giả. Giáo lý chưa có biết bao nhiêu là đã khoái ngồi thiền rồi. Phải không? Rồi trong đám người thiền nó lại chia ra một rừng người nữa, một là đủ thứ nhóm khác nhau. Có người ngồi thiền là để đắc cái gì, có người ngồi thiền là để bỏ cái gì. Biết tôi còn nhớ lời tôi nói không? Tu mà để đắc là thua, tu mà để được cái này nữa kia là thua, tu là để bỏ bớt được cái gì. Hai cái này khác không? Dạ yeah, khác nhiều nhiều lắm. Tu mà mong cho nó mắt lạnh, cho nó rần rợn, cho nó nổi da gà đó là thứ đó là nguy hiểm vô cùng. Tu mà mong đắc được cái tầng này tầng kia đó là nguy hiểm vô cùng. Tại sao nó nguy hiểm? Là bởi vì nhỏ đó gần xưa giờ mình có đắc lần nào mình biết, cho nên thấy cái gì nó ngộ ngộ là bèn cho là đắc, là thấy bà luôn. Trong khi mấy cái mà mình cần bỏ đó thì mình biết rõ mặt mũi của nó. Biết nó hiểu không ta? Thấy. Nhớ nha, cứ nhớ đọc câu này. Những thứ mà ta muốn đắc thì ta chưa biết mặt mũi nó ra sao. Còn những thứ mà ta cần thô áp rồi, thì mình thô quay đó, thì mình biết nó là cái gì, mình luyện nó chắc ăn hơn. Ok. Cái phần là từ khóa thứ ba là intention. Nhớ nha. Do phước duyên ba la mật mà ta có gặp được chánh pháp hay không. Khi gặp rồi ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu. Nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Chứ còn biết đạo rồi cứ là vô cái lóc cóc lan can mà không hiểu nói cái gì cũng mệt. Như tôi có kể chuyện quý vị nghe, cái chùa ngoài Bắc đó, ông sư phụ cũng thấy đệ tử gây lộn quá đi, ông kêu đệ tử vô, ông nói bây giờ mình hùng tiền lại, mình đổi chuông mới đi. Đệ tử nó nói cái chuông cũ ok mới không. Cái chuông cũ mỗi lần đánh lên đứa thì nghe bon, đứa nghe chen, mà bon cái chen nó tu được. Bây giờ mình phải đánh, mình đúc cái chuông mà đánh thì sao, nó ra cái chữ buông á, đánh nghe buông buông đó mình mới tu. Chứ còn mấy con tu mà mỗi lần đánh chuông đánh khánh mà thầy nghe cứ bon chen rồi tới hồi lễ lớn thì khùng điên thì thầy thấy không xong. Cho nên đó là các con tu làm sao đó mà phải nghe cái tiếng chuông nó là thành buông mới khác. Rồi ổng mới đề nghị là về sau này mấy thằng Tây nó vô, nó kêu thằng đệ tử mà giỏi tiếng Mỹ nhất trong chùa đó. Ổng nói con dịch tiếng Mỹ thầy biết không có nhiều, nhưng mà thầy đề nghị con từ đây về sau á, cái trống á con không có dịch là Trump mà con dịch là welcome, là empty, hiểu không? Còn cái chuông nó không phải là bell mà nó là throwing away, buông, liền ném đi. Thì thằng Tây nó nghe, nó nghĩ con sẽ dịch sai, thế nào nó cũng sẽ hỏi lại. Rồi con sẽ có dịp con giải thích cho nó nghe. Nói là đối với chúng tôi, cái trống mà dịch là trống nó nghèo lắm. Mà trống, nhìn cái trống là phải nhớ đến tinh thần của đạo Phật là em thì. Chứ còn trống mà dịch là trống thì nó nghèo, nó có ai đâu để nói. Thấy không? Mà tu là em thì. Người Tàu họ quý, họ coi nặng cái cây trúc là bởi vì bốn chữ tiết trực tâm hư. Tiết trực là lóng thẳng, mà tâm hư là bọng ruột. Lòng người tu phải thẳng băng, không có lương lẹo, quanh co. Nhưng mà rỗng ruột có nghĩa là không có chứa gì trong đó hết. Thế kiểu
hoặc là tôi thích một cái câu định nghĩa về cái bức tượng Di Lạc mà bụng to đó. Đại phúc năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân. Đại phúc năng dung là bụng bự để chứa những chuyện đời khó chứa, mà cái mặt cười hoài là để cười những chuyện đời đáng cười. Thờ mình sao mà treo được hai câu đó mới tuyệt. Chứ còn thời này mình Tây Mỹ mình đi gặp cái đó, diễn đầu tiên là gặp nó hỏi mày lái đường hả? Yeah. Bụng bự. Mình treo hai đó thì nó mới hiểu tại sao mình đi thờ cái ông đó. Chỉ còn bác sĩ thì bụng bự còn sợ lắm. Ông mình xá xị ở dưới đó. Ông cứ tự xá xị đó, tự, nhìn thấy tự nhịn nhịn tự nó muốn đi đo máu à. Thì bốn loại thực phẩm nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác chúng ta. Loại một loại một á là thực phẩm mà ta bỏ vào mồm hay là đưa vào máu qua các cửa. Cái loại thực phẩm hai tức là sáu trần mà ta thường xuyên tiếp xúc. Nhớ rằng mấy cái đó quan trọng vô cùng. Mỹ với Tây có một câu giống nhau: anh cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói con người lên như thế nào. Đây là những cái rất quan trọng. Về cái nguồn thực phẩm thứ ba cho tinh thần của mình, đó chính là cái intention, cái chú ý. Ta thường chú ý đến cái gì thì ta, cái con người của ta nó chính là vậy. Đấy. Và cái thực phẩm thứ tư đó chính là cái cảnh giới tái sinh. Cảnh giới tái sinh có nghĩa là cái này không giải thích là nghe không hiểu, tức là đây là một cái cách nói mẹo của Đức Phật. Con thường xuyên sống bằng tâm trạng nào thì mai này con sẽ đi về cái cảnh giới tương ứng với cái tâm trạng đó. Nghe kịp không? Chính cái cảnh giới tái sinh nó cũng là một thứ thực phẩm cho muôn loài. Nghe kịp không? Chính cái cảnh giới tái sinh á, cái cảnh giới mà mình có mặt á, nó cũng là một thứ thực phẩm. Mà chỉ thực phẩm ở đây mình hiểu theo nghĩa của thế gian, theo nghĩa food hoặc là nutrition thì nó nghèo lắm. Mà thực phẩm đây là cái gì mà nó nuôi lớn mình á, nó nuôi lớn, nó duy trì cái sự có mặt của mình trong cuộc đời thì nó gọi là thực phẩm. Ha. Thì ở đây tôi nhắc lại, một là sáu trần mà mình thường tiếp xúc cũng là một thứ thực phẩm. Chủ ý thiện ác trong mỗi nghiệp lớn nhỏ cũng là thực phẩm. Mà cái môi trường sống, cái cảnh giới tái sanh mình nó cũng là thực phẩm. Chung quanh mình toàn là dân bài bạc không thì nó có ảnh hưởng đến tinh thần của mình không? Đó, environment là chỗ đó. Hiểu chưa? Rồi bây giờ giờ cũng muốn hành thiền mà cứ gặp toàn dân đánh bài không à, dân nói chuyện vậy sao ngồi thiền. Mà ít ra đó là cô muốn hành thiền thì cô phải nhìn chung quanh cô toàn là thứ lừ đừ thì cũng hành thiền nó dễ. Chứ còn mà muốn hành thiền mà gặp toàn cái dân mà ở trong chú giải Kinh Tứ Tùng Xứ ghi rất rõ: muốn trao dồi cái thiện pháp nào thì ta phải sống gần cái người mà mạnh cái đó. Có hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình muốn có chánh niệm thì mình phải sống với mấy cái người mà họ sống điềm đạm chánh niệm. Mà mình muốn sống gần cái người mà hào sảng rộng rãi thì mình phải né mấy chai kẹo. Mà mình muốn mà tánh tình nó mát mẻ là phải né mấy chai nóng tính. Còn muốn sống định tu tập thiền chỉ là phải né mấy người phóng vật lăng. Mình nhìn thấy họ biết mình đi theo. Ừ. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là anh muốn trao dồi cái gì thì anh phải cần đến một cái môi trường tương ứng với cái mà anh đang muốn trao dồi. Nghe kịp không? Như vậy thì bây giờ hiểu cái môi trường nó có phải là thực phẩm không? Nó là một thứ thực phẩm, nó nuôi lớn mình. Bây giờ các vị ăn uống rất là cẩn thận, thuốc men rất là cẩn thận, mở trong một môi trường mà khí khói độc hại thì cũng bằng không. Các vị đi qua Trung Quốc ở phi trường Bạch Vân, Beijing của Quảng Châu có thấy hết hồn. Trên máy bay vừa xuống mình nhìn mình tưởng là mây không phải, khói bụi. Và World Bank là tổ chức nhà băng quốc tế họ báo là trong vòng 50 năm trở lại thì một nửa Trung Quốc sẽ bị cancer các loại. Từ dưới đất lên trên nó là 100 mét là ô nhiễm dày đặc. Từ trên mặt đất xuống dưới 100 mét là ô nhiễm dày đặc, chạy đâu. Từ trên mặt đất xuống dưới nó ngấm 100 mét
các thứ mà quá chất độc hại như kim loại nặng, heavy metal đầy vậy chứ. Mà tại sao nó nhiều như vậy? Là bởi vì nó là cái công trường, là nhà máy sản xuất cho toàn cầu, có người biết gì đó không? Dạ. Cái gì vô trong qua mạc có bị rờ, cái rờ mở ra China, qua mò chỗ khác mò rút ra China. Bởi vì mới có cái bà đó, bà coi như là bà chồng bà mê con trai dữ lắm, mà bà đẻ liên tục bốn đứa toàn là con gái, không được chồng đang nghĩ em ráng giùm anh đứa nữa đi. Biết đâu con trai bà nó bà khóc nó trong trong báo nói rồi, cứ năm đứa bé chào đời có đứa người Trung Quốc, cho nên em không thể nào mà em đẻ thêm đứa thứ năm nữa, bây giờ em không thể nào em đẻ người Trung Quốc được hết á, có hiểu không? Hiểu không? Ông muốn có con trai mà bà đẻ bốn đứa rồi bạn gái không, thì ông chồng mới đang nghĩ em đẻ giùm anh đứa thứ năm biết đâu con trai, thì bà mới khóc bà nói không. Bởi vì trong báo có ghi là năm đứa bé chào đời trên hành tinh này là có đứa người Tàu. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên là em giờ nếu em đẻ ra đứa thứ năm là coi như là chắc chắn đứa người Tàu rồi. Tức là mới hiểu cái giống như có đứa bé đó, mẹ nó dắt nó vô trong cái grocery store, thì mẹ nó mới mua mấy lon nước, mua đang trả tiền thì nó khui ra hết, mẹ nó hỏi sao khui hết ở đây, con uống được cái hết, nó nói ở đây trong cái nắp hộp nó ghi là open here, hiểu không? Tức là à nó nghĩa là mua ở đâu khui nó. Hiểu hả? Thì ở đây cũng vậy, cái môi trường sống rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Chính trên nền tảng đó, mình từ tốt mình có thể xuống xấu, hoặc là mình đang xấu mình có thể tốt, hoặc là mình có thể duy trì tiếp tục cái tốt của mình, hoặc là mình tiếp tục kéo dài cái xấu của mình. Thì cái môi trường có mặt của mình đó, nó chịu trách nhiệm rất lớn, nó có một phần vai trò rất lớn trong đó. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên cái vật thực duyên đây là gì? Tức là Đức Phật Ngài nói rằng bốn cái mà vừa kể đó, nó cũng là một cái lực tác động trong đời sống của chúng sinh. Và bốn cái đó cộng lại có một cái tên gọi chung là vật thực duyên. Hiểu chưa? Chắc tôi nghe là lần đầu tiên học này bà con không có combine là hết cái điều này nữa. Chưa hiểu, nói chung lần đầu tiên chưa hiểu. Hiểu sơ hiểu, nhưng mà không, giờ nó gom lại gọn cái này nè, tức là 24 cái này là 24 cái lực tác động trong cái đời sống này, và tùy vào nội dung của mỗi lực mà cái lực đó nó có tên gọi ra sao. Hiểu không? Tức là thế giới này nó tồn tại bằng 24 cái lực tác động, và tùy vào cái nội dung của mỗi lực đó mà cái tên của cái lực đó nó được gọi ta bằng tên gì. Ví dụ như nó là nghiệp thì gọi nó là nghiệp duyên, hiểu chưa? Rồi ví dụ như nó liên hệ cái gì thì mình, nó giống như là mình gọi là hiểu không? Tôi tính ví dụ, nhưng mà tôi ngồi tôi nghĩ lại cái đám này nó đã không hiểu thì ví dụ cỡ nào nó cũng không hiểu. Trời ơi, hiểu. Tôi nhắc lại là thế giới này nó tồn tại, vận hành và hoạt động bằng rất nhiều cái lực. Thì dựa vào nội dung của mỗi cái lực đó mà nó có cái tên gọi tương ứng. Thấy không? Dạ hiểu. Rồi bây giờ tiếp theo duyên gì cô? Nguyên duyên. À cái này là chắc dẫn tới mốt luôn. Bây giờ các vị cần break một chút không? Dạ. Quyền đó giờ mình biết chỉ có đâm thôi. Quyền cái chữ quyền này là tính tấn định tuệ. Mà quyền chỗ này nó tới 22. Quyền là quyền hàng. Quyền duyên mà nó gọi quyền duyên. Mà hiểu phải không? Có nghĩa là thế giới được tác động bởi mấy chục cái lực, và tùy vào cái nội dung của cái lực đó là cái gì thì nó cái lực đó nó mang cái tên gì. Đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ là lần đầu tiên có gì được học cái kiểu vô lý lạ này. Bởi vì trong ba tạng á, thì tạng kinh là các thời pháp của Đức Phật cho mọi người, tạng lực là giới lực của tăng ni, còn tạng A Tỳ Đàm á là cái phần mà gọi là giáo lý cao nhất ở trong đạo Phật. Mà ở trong cái tạng A Tỳ Đàm có 7 bộ, thì cái bộ thứ 7 đó nội dung nó là nói về 24 cái này nè.
chỉ riêng về 24 cái này đó là nó chiếm tới 8.000 trang. Đúng. 8.000 trang A4. Không, không dám nói là hành thường đó, nhưng mà tôi biết 8.000 trang nói cái gì. Cho nên quý vị thấy lúc tôi giảng quý vị, tôi giảng rất là đơn giản. Nhưng mà để có cái đơn giản đưa cho quý vị là tôi phải rắc rối trước. Bởi thằng ngày hôm qua tôi mới nói, vì ta sẽ thấy pháp môn thiền quá đơn giản, các con không hiểu được, nên ta đã viết 6.000 trang cho các con hiểu nó đơn giản cỡ nào. Hiểu không? Còn nhớ gì nữa không? Cái câu đó là tưởng câu chuyện đùa mà nó là có thật. Đó là quý vị thấy tưởng như tôi ngồi cái khơi tôi giảng, không có sách vở ghi mắt gì hết. Quý vị thấy nó đơn giản, nhưng mà để có cái đó đó thì nó phải lâu vô cùng. Tự nhiên quý vị thấy tôi trộn trộn bột, rồi cái tôi đổ bánh xèo đang em cái thấy nó đơn giản, mà tôi đi về rồi chị làm thử là trái chảo. Tôi nhớ có một câu chuyện có thiệt rất xúc động. Một người con gái Việt Nam, người Huế, đi lấy chồng rồi. Một bữa đó người ta bắt gặp cổ ngồi đằng sau nhà chồng của cổ khóc. Chồng chồng nói em nhớ mẹ không? Hỏi em sao em nhớ nhà nó không? Em nhớ cái gì nữa? Em đang làm bánh bèo em nhớ mẹ. Bây giờ em mới hiểu ngày xưa mẹ nó cần cái nào để nuôi chị em á. Đó em đi học, em cứ tưởng bánh bèo là cứ khuấy khuấy bột đổ ra làm bánh bèo mà không phải. Tại vì làm sao mà cái bánh bèo nó không có cứng lắm mà nó cũng không có bở. Nó hơi khó ở nhà, bởi nó bằng bông gạo mà. Rồi mà không được dày lắm nha, dày là trật. Mà mỏng quá thì dĩ nhiên cái gì mà quá là sai. Mà em đâu có biết là cái bánh bèo mà bụng dẻ mấy miếng là dứt dứt cho miệng nó khó dữ thần vậy. Bây giờ mẹ mất rồi. Bây giờ em đi làm dâu nhà bà mẹ chồng có ăn bánh bèo luôn, mà em mới nhớ bánh bèo đó. Tại sao không chịu học cho kỹ á? Thì bây giờ tôi còn sống, tôi chỉ thấy nó cũng thường lắm. Nhưng mà tôi tịch rồi đó. Mất đi ra ngoài đường ăn bánh bèo nhớ. Bởi vì có một cái này tôi chưa bao giờ ngu sửng mà tôi nhận tôi giỏi, nhưng có cái này tôi chấp nhận. Tôi có một tí khả năng mà tôi nghe nhiều người khen mà hình như đúng, là tôi có khả năng diễn dịch cái khó thành cho nó mềm nó đi. Nó mềm là cái chứ còn giỏi là không dám nhận giỏi, nhưng cái đó dám nhận. Tức là trời sinh rồi mình có một cái khả năng là mình làm nó mềm cho người ta dễ nuốt. Rồi nào, đọc tới viên mấy, tới quyền viên phải không? Rồi quyền viên. Bây giờ là còn một tiếng được, còn một tiếng 15 phút nữa là bye bye. Quan trọng lắm, cái này quan trọng. Đúng là duyên nào cũng quan trọng hết. Nhưng mà cái duyên này nó hơi dài. Quyền duyên. Rồi. Cái chữ quyền ở đây trong tiếng Phạn đó là Indriya. Indriya nó nghĩa là predominant, có nghĩa là xếp sầm. Predominant là xếp sầm. Là sao? Là toàn bộ thế giới này. Toàn bộ thế giới này, trong cái nhìn và trong cái suy nghĩ chúng ta thì nó có vô số thứ, đúng không? Ví dụ như là nam nữ đực cái trống mai cây cỏ đất đá rồi núi non kinh rạch sông ngòi, nhiều thứ, nói chung là trái đất bao la. Rồi cây cả ban đêm mình nhìn lên trời thì những cái vì sao tinh tú đồ đầy nữa. Thì tất cả những cái đó gom gọn lại nó gồm có 22 thứ thôi. Một là sáu căn. Hai là sáu trần. Trở gì nữa? Là nhiêu? 18. Vậy là không phải rồi. Rồi. Một là sáu căn. Rồi tiếp theo là sáu trần. Nào, một là cái tôi đang xếp cho tôi nói chậm là bây giờ tôi đang làm cho nó gọn là 22. Một là cái sáu căn đi. Sáu căn, chính sáu căn nó là cái diện mạo của toàn thế giới này, đúng không? Vì tôi hỏi các vị nè. Nếu bỏ đi mắt tai mũi lưỡi thân ấy, thì thế giới thì con người còn là cái gì? Không còn gì hết. Bỏ đi sáu căn thì mình còn gì hết. Mà nếu không có chúng sanh ấy, thì thế giới này còn cái gì? Không còn gì hết. Nghe kiểu không?
Cho nên cái thứ nhất là quan trọng. Thứ hai là cảm thọ. Thứ nhất là sáu căn, thứ hai là năm thọ. Được chưa? Năm thọ tức là khổ lạc ưu hỷ xả. Toàn bộ thế giới này mình có nhiều cách để phân tích. Mình nói thế giới này là thế giới của sáu căn cũng được, mà mình nói thế giới này là thế giới của năm thứ phiêu linh cũng được. Nếu các vị không hiểu tôi ví dụ, đối với đời sống của quý vị từ lúc còn nằm nôi, nằm ngửa trên tay mẹ cho đến lúc tắt thở, có đúng là chỉ quẩn quanh trong năm thứ cảm giác không? Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì cái thân này cảm thấy dễ chịu, có lúc cái thân này cảm thấy khó chịu. Thấy không? Tổng cộng lại là khổ lạc ưu hỷ xả. Từ một đứa bé nằm nôi cho đến một ông cụ bà lão 100 tuổi thì đời sống chỉ là sự quẩn quanh của năm thứ cảm giác. Và những gì mà ta đã thực hiện trong cả cuộc đời của ta nó cũng chỉ để service cho năm cái feeling đó thôi. Có đúng không? Hiểu hả? Tại sao mình ăn phở mà không ăn hủ tiếu? Là biết ăn phở ngon hơn. Phải không? Là tại sao mà mình lại thích ăn ớt mà bà này lại không thích ăn ớt? Là tại vì cũng phục vụ cho cái feeling. Chỉ vậy thôi. Rồi tại sao mà mình yêu người này mình ghét người kia, mình thương người này mà mình giận người nọ, là tại sao? Là cũng là feeling nha. Cho nên thứ nhất sáu căn nó là cũng là cái những cái quan trọng, cái predominant thế giới này. Thứ hai là năm cái feeling. Thứ ba nữa là, thứ nhất là nói về cái sự có mặt của chúng ta trong trời đất này thì chúng ta cần đến sáu căn và năm feeling. Nhưng mà nói đến cái dòng luân hồi đó thì chúng ta cần đến tánh tánh niệm định tuệ. Bởi vì năm cái này trong đường tu á, năm cái này nó là cách gọi tắt của bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo cũng chính là tất giác chi, mà tất giác chi chính là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ chính là ngũ căn ngũ lực. Cho nên năm cái này nó tương đương với 37 pháp bồ đề. Nghe kịp không? Có nghĩa là trong 22 cái này là Đức Phật Ngài kể hết những cái gì. Chắc phải ghi. Chắc phải ghi, tôi ghi cái gì quá, phải ghi câu này. Quyền duyên là gì? Quyền duyên là nói về những thứ làm nên sự sanh tử giải thoát. Ghi chưa? Học về quyền duyên là ta học về 22 món. Đúng là nãy tôi phải cho ghi câu này trước. Quyền duyên, học về quyền duyên là ta học về 22 món làm nên thế giới này. 22 món mà làm nên thế giới này, build cái thế giới này đó. Làm nên 22 món thế giới này gồm đời sống. Đó. Đời gồm đời sống của chúng sanh. À, phải xin sư đọc lại. Được. Có ai ghi đủ chưa? Đọc giùm cho bà nghe, tôi mệt. Kêu đi nói xin lơm mà chị. Nói về là làm nên sự tự giải thoát. Học về 22 món làm nên thế giới này. Còn về học về 22 món làm nên thế giới này. Gồm đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có hai người mình là học mình là đồ nhiều nhất. Hôm nay này làm nên đời sống của chúng ta. Chẳng không? Dạ. Phải làm nên cái gọi là hạnh phúc hay đau khổ. Đúng chưa? Phải phàm hay thánh. Phải nam nữ siêu đọa. 22 cái làm nên những cái đó, tức là nam nữ siêu đọa sướng khổ đều nằm trong 22 cái này. Chính vì nó quan trọng như vậy cho nên nó được gọi là pháp quyền. Chữ quyền này nó có nghĩa là cái pháp mà chủ đạo đó, cái pháp mà cái xương sống của thế giới đó là 22 cái này. Tức là
quý vị tưởng tượng quá quan trọng. Chính nó đã làm nên cái diện mạo của cuộc sanh tử, chính nó đã làm nên con đường giải thoát, chính nó là đã là tạo ra thánh và phàm, chính nó đã tạo ra hạnh phúc và đau khổ, chính nó đã tạo ra thiên đường và địa ngục. Vậy là quá quan trọng rồi, gì nữa. Thì 22 thứ đó nó gồm những gì? Gồm 6 căn. 6 căn có phải là quan trọng trong đời sống mình không? Rồi 5 quyền, vì 5 quyền nó làm nên con đường giải thoát mà, phải không? Rồi tiếp theo là 5 cảm thọ, tức là 5 feeling, cũng rất là quan trọng, bởi vì thế giới này không là gì hết nếu không có cảm thọ. Nó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng nha. Nó rất quan trọng. Từ lúc chúng ta còn bé đến lúc chúng ta chết thì chúng ta chỉ đời sống của chúng ta giàu nghèo sang hèn nam nữ gì đi nữa thì chỉ quẩn quanh ở trong một cái lý tưởng duy nhất là trốn khổ tìm vui. Có đúng vậy không? Hả? Có hiểu bốn chữ này không? Tại sao mà mình phải mặc áo ấm? Có phải là để mình trốn cái lạnh không? Đó là trốn khổ gì nữa. Còn tìm vui là để mình muốn đi tìm cái ấm, đúng không? Tại sao mình ngứa để nguyên mắt gì gái làm chi? Cái đó có phải trốn khổ tìm vui không? Thì tóc nó để kệ cha cái mắt gì, cái lâu lâu có phải dán cái gì để ngứa cái mặt. Khi mà mình dán cho nó đừng có quào cái mặt mình, cái đó có phải trốn khổ tìm vui không? Phải chứ. Rồi tự nhiên ngồi lâu không được cứ phải cọ quậy chút đỉnh vậy, đó là trốn khổ tìm vui. Cho nên 5 cái feeling của nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng sinh. Đấy. Rồi tiếp theo là vấn đề giới tính. Giới tính. Có một chuyện quý vị không có tưởng tượng được. Cái vấn đề giới tính là một vấn đề rất là lớn ở trong cái tam giới này. Tại sao? Vì ở đâu có giới tính thì ở đó chúng sanh chìm sâu trong năm dục. Chỉ có chìm sâu trong năm dục thì ở đó chúng sanh mới có phân biệt về giới tính. Trong ba cõi dục, sắc và vô sắc thì chỉ có cõi dục mới có phân biệt về giới tính. Xem chưa? Thứ hai, Đức Phật Ngài dạy rằng trong sáu trần thì không có cái trần nào mà nó làm cho chúng sanh thất điên bát đảo cho bằng cái trần mà liên hệ đến giới tính. Có kinh nào nói cái đó không? Có. Mở một đơn ha, Tăng Chi Bộ Kinh hả, chương thứ 2. Nói vậy mới nuôi cơm vậy. Thì trong đó Ngài có nói thế này: này các tỳ kheo, ta không thấy một cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm xúc nào mà tấn công chi phối tác động tâm hồn đàn ông bằng năm trần mà xuất phát từ phụ nữ. Cái làm hoa đẹp cách mấy vẫn không bằng cái làn da phụ nữ. Màu đen bóng đêm không thể nào nó hấp dẫn đàn ông bằng cái màu đen của mắt và của tròng mắt và của mái tóc phụ nữ. Mùi gì mùi không bằng cái mùi của phụ nữ. Even lúc em quên tắm. Và ngược lại cũng không có cái mùi gì, trong sáu trần không có sao cái trần nào mà nó tác động người phụ nữ hơn là cái trần từ người nam. Hiểu không? Hiểu. Cho nên là hồi nhỏ tôi không hiểu đó, mà về lớn tôi thấy tôi chưa bao giờ vì một món đồ nào tôi mất ngủ, nhưng mà vì một cái người không ra gì tôi có thể mất ngủ. Thì dễ thương vậy thôi. Gió đâu gió mát sau lưng, dạ đâu cứ nhớ người dưng thế này. Rồi. Cho nên vấn đề giới tính nó cũng là một vấn đề cộm cán của thế giới. Xem chưa? Rồi tiếp theo là trí tuệ thánh nhân. Cũng là trí tuệ thánh nhân cũng là một cái chuỗi vấn đề quan trọng trong thế giới. Là vì sao? Là vì chúng ta còn sống trong thế giới của phàm phu thì chúng ta không có thấy cái thánh trí nó quan trọng. Tại sao chúng ta sanh tử liên tục? Là bởi vì chúng ta liên tục nhiều đời chúng ta là người điên hoặc là người đuôi. Người điên có nghĩa là chúng ta hiểu lầm, chúng ta đi tìm cái để thích và cái để ghét.
ngay ở trong những cái món mà nó không có gì để chúng ta thích và ghét hết. Nghe kịp không? Ví dụ như trong cái nhìn của một bậc thánh như Đức Phật thì mọi thứ trên đời này nó luôn sanh diệt, chớp nhoáng, không có gì đáng để mình thích. Nhưng mà trong cái nhìn của phàm phu á, thì mình mới có phân biệt là đàn ông khác, đàn bà khác. Xe Lexus nó không giống cái chiếc xe Corolla, Corolla nó không có giống cái chiếc Maxima. Mà Maxima thì nó không có giống cái chiếc Subaru. Và cái xe mới thì nó không giống xe cũ. Chính vì những cái phân biệt này nó mới làm cho mình có cái thích và ghét. À, và do có thích ghét mới có hạnh phúc và đau khổ. Hiểu không? Do có thích ghét mới có đau khổ và hạnh phúc là sao? Là do tôi có thích ghét á, cho nên tôi sẽ rất hạnh phúc, rất là happy khi mà tôi có được cái tôi thích. Và tôi sẽ rất là đau khổ khi mà tôi phải chấp nhận cái mà tôi ghét, dầu đó là người hay là vật. Nghe kịp không? Cho nên thế giới này là thế giới của hạnh phúc và đau khổ. Và hạnh phúc đau khổ thì nó lại depend on những cái mà what you hate and what you love. Nghe kịp chưa? Cho nên tiếp theo, thánh nhân, cái thánh trí là sao? Thánh trí là cái trí tuệ của một người thấy rõ cái bản chất của thế giới nó không có gì ngoài ra sự sanh diệt. Tu tập tứ niệm xứ là gì? Là sống bằng chánh niệm và trí tuệ để thấy rõ rằng ở đây không hề có tôi hay có ai, mà chỉ có cái sự xuất hiện và biến mất liên tục của bốn thứ thiện, ác, buồn, vui. Nói nghe hiểu không? Thành tứ niệm xứ để thấy rằng cái gọi là Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hương, Lê Văn Tèo, Lê Văn Tí này, nó thật ra nó là không có Hương, Lan, Tèo, Tí gì hết đó, mà nó chỉ là cái sự xuất hiện và biến mất liên tục của bốn thứ thôi. Đó là thiện, ác, buồn, vui. Thì cái thiện á, thiện đời này là nhân vui cho đời sau, nhớ định nghĩa đó không? Còn cái ác đời này nó là nhân khổ cho đời sau, vui đời này là cái quả lành của đời trước, mà khổ đời này là quả ác của đời trước, nhớ không? Thiện ác buồn vui, thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này nhân khổ đời sau. Vui đời này là quả lành của đời trước, mà khổ đời này là quả ác đời trước. Rồi có nhiều đó. Thì như vậy thì trong mọi đời sống của phàm phu mình, trong mỗi một phút nó chỉ có bốn cái đó thôi. Cái thiện, ác, buồn, vui, thiện, ác, buồn, vui. Trong mỗi phút như vậy chúng ta hái trái đắng của kiếp trước mình đã trồng và lại tiếp tục gieo trái đắng cho kiếp sau. Hiểu chưa? Và trong mỗi phút ta lại tiếp tục hái trái ngọt mà mình đã trồng kiếp trước và tiếp tục trồng trái ngọt cho kiếp sau. Có một điều khoái trồng trái đắng hơn mà lại khoái hái trái ngọt hơn. Cái đau của phàm phu nằm ngay chỗ đó, hiểu không? Hái thì khoái hái trái ngọt, mà trồng là trồng toàn là trái đắng. Thích ăn sầu riêng mà lại trồng ớt hiểm. Mình á là chuyên gia mê sầu riêng, mà trồng thì toàn là trồng ớt hiểm. Trồng cho đứa nào nó ăn thì kệ nó, mình là cứ là sầu riêng, mình cứ là phan tới thôi. Hiểu không ta? Hiểu. Không sao không biết sao mà nhìn. Hiểu hả? Có nghĩa là ai cũng muốn giàu, muốn đẹp, muốn nổi tiếng, nhưng muốn thì muốn toàn nó cái này, nhưng mà gieo nghiệp á, là gieo toàn là mấy cái thứ ngược lại không à. Thích nổi tiếng mà lại khoái thì nói xấu người ta. Khoái giàu nhưng mà thường kẻ rất là kẹo. Rất là thích đẹp nhưng mà tánh thì luôn luôn sân si, bực mình, bất mãn. Hiểu không? Nói chung muốn sầu riêng nhưng mà trồng toàn là lũ đạn không à. Tức là muốn được hưởng quả lành mà gieo toàn là nhân ác. Nghe hiểu chưa? Cho nên trong mỗi một phút trôi qua đó là chúng ta hái trái đắng mà là trồng thêm trái đắng, hái trái ngọt mà trồng thêm trái ngọt. Đó là nói chung chung. Mà trong thực tế đó thì trong mỗi phút trôi qua ta phun trái đắng, nhai trái ngọt mà trồng toàn trái đắng. Mình á, trong khi đó trong một cái nhìn của bậc thánh thì không, bậc thánh thấy rất rõ không hề có tôi, có của tôi, không có gì hết, chỉ có thiện ác buồn vui thôi.
Chính vì thánh nhân thấy như vậy cho nên thánh bậc thấp thì chỉ đầu thai tối đa là 7 kiếp, còn thánh bậc cao thì chỉ một kiếp quay lại, còn thánh bậc La Hán thì không còn quay lui. Thì như vậy rằng cái trí tuệ của các bậc thánh này cũng được gọi là một cái điều đáng nói trong tam giới này. 22 quyền là gì? 22 quyền tức là những cái vấn đề cộm cán mà ta phải quan tâm. Đúng rồi, nó định nghĩa như vậy. 22 quyền chính là 22 vấn đề cộm cán quan trọng mà ta phải quan tâm trong thế giới này. Thì trong đó gồm có 6 căn, 5 cảm giác, 5 quyền, 2 giới tính và 4 thánh trí. 4 thánh trí này là gồm có cái trí thứ đầu tiên là cái trí của Tu Đồ Quần. Cái trí này nó có cái tên gọi là vị tri quyền, có nghĩa là cái trí này thấy được điều mà trước đây ta chưa từng thấy. Ta là tức là ngài đó, thấy được cái điều mà trước đây ngài chưa từng thấy. Trước đây ngài không bao giờ ngài ngờ rằng cái này nó chỉ gồm có 4 thứ thiện ác buồn vui thôi, ngài không biết. Mà khi đắc đạo là mình thấy cái điều đó, cho nên lúc đó là người ta giọng vô mặt mình thấy tỉnh bơ. Thứ hai, cái đó là trí Tu Đồ Quần. Còn hai cái tầng thánh giữa đó thì được gom chung gọi là dĩ tri quyền. Dạ, dĩ là đã, dĩ lỡ đó, dĩ lỡ đó. Có nghe chữ dĩ lỡ không? À, dĩ lỡ. Rồi có nghe chữ dĩ vãng không? Dĩ là đã, dĩ vãng là đã qua rồi. Có nghe chữ đó không? Dĩ vãng dơ giá dễ dàng gì giống dính nhân gian. Thì dĩ vãng là cái nó qua rồi. Vậy là cái trí đầu tiên á, là vị tri quyền, có nghĩa là cái trí của vị Tu Đồ Quần thấy được cái điều mà trước đây bản thân mình chưa bao giờ được thấy từ vô thủy luân hồi. Cảm giác nó hạnh phúc kinh khủng lắm, vì bừng sáng mà bảo. Và trên bài sinh nha tôi có dùng một cái ví dụ đó là, tôi chỉ ví dụ tạm thôi là cũng gì thấy nó sung sướng nè. Mình nghe đồn là chồng mình nó đang ngồi với một cô quá trời đẹp luôn ở quán cà phê mây chiều mây tím gì đó, mà rõ ràng nhỏ bạn mình nó nói là tao thấy ổng ngồi như nói mỏng ổng lúc cho nó ăn đó, mỏng còn nói thế này: ăn em ăn xong thì lát là mình đi Galleria, em muốn gì anh cũng mua hết á. Thấy nghe không? Mình đang ở nhà mình nghe mình điên lên được, mình mới lái xe phải. Rồi khi mình phát hiện ra đó chính là đứa em chồng của mình như nào nó mới qua, thì quý vị có thấy bớt đau khổ không? Nhiều quá nhiều. Hả? Quá nhiều. Mà nó bơ bơ không biết ghen. Mà nghe hiểu cảm giác đó không? Dạ. Tức là mình đang mừng. Điên lên nè. Hả? Mừng. Nó quá hạnh phúc. Dạ. Mình xăm nó xăm vô là mình nghĩ là bữa nay là máu nhuộm bến Thượng Hải đó. Dạ. Nhưng mà mình vô tới nơi mình, ồ, này con Lan. Không, thôi không, tháng trước có nghe nói. Nó qua. Nhớ rồi. Em chồng, em Út của ông, ổng cưng lắm. Cho nên khi mà biết chính xác cái con nhỏ mà quá trời đẹp đó là em ruột của chồng mình thì nó phê dữ lắm chứ. Bỏ lại cái trường hợp thứ hai, đó là khi mà mình mẹ mình bị mất tích, bà già bà hay đi lạc lắm, thì mình mới nghe báo là còn một cái xác cụ già mất được chết. Thì từ nhà mà đi đến tới để nhận diện được, cái cảm giác của mình nó dễ sợ lắm chứ. Mà khi đến nên biết không phải bà, cảm giác là sao? Nó đã cực kỳ luôn. Ở đây cũng vậy, đắc Tu Đồ Quần là như vậy, tức là nhận ra một điều mà mình hiểu không? Yeah. Nhận ra một cái sự thật mà coi như là mình chưa từng ngờ tới. Cảm giác là hạnh phúc lắm, rất là hạnh phúc. Ở đây cũng vậy. Hồi đó giờ tại sao mình khổ? Là mình cứ nghĩ đây là tôi, ai chửi tôi là tôi bị tổn thương. À, ai cho tôi cái gì là người đó đang mơn trớn cái tôi của tôi. Mình cứ luôn luôn mình sống trong cái tâm trạng đây là tôi. Khi mà kẻ nào sống bằng cái tâm trạng như vậy đó, nó mệt lắm. Còn đằng này là khi mình đắc đạo rồi mình thấy cái này chỉ là mù sương, từ đây từ sau chúng bay tha hồ đóng đá chẳng chỉ là làn khói thôi. Cảm giác đó nó sung sướng mà nếu không đủ ba la mặt nghe này không hình dung được. Cảm giác nó đã cỡ nào. Bởi vì nếu mà người có ba la mặt họ sẽ thấy rằng cái thân này nó là của nợ, cái gì biết không? Yeah. Tại vì tôi không dám nói tôi tu hành ghê gớm, mà tôi mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện này mà thật sự tôi muốn, nếu mà có cái nút bấm on off mà cho nó biến mất tôi bấm lâu lắm rồi. Tại vì tôi biết cái thân này nè nó đang chứa cái mầm bệnh trong đây. Yeah.
cái mầm già và mầm chết. Vậy tin gì đó không? Tôi biết chắc vì cái thằng mấy chục ký này nè, sẽ có một lúc mà tôi sẽ lăn lóc, tôi sẽ cái gì nó lăn lộn và quằn quại, tôi biết. Trừ đã chết hôn mê thì tôi không biết thôi. Chứ nếu mà tôi chết mà không có hôn mê, tôi biết nó phải đau lắm. Bởi vì nó phải có cái đảo chánh đổ máu thì cái chính quyền này mới bị sụp đổ được. Chứ đâu phải cây cơ đi cái bơm lên đường đâu có. Nó phải là sao đó, không? Là sao đó chứ tự nhiên lăn đụng nó chết đâu có được. Cho nên tôi nhìn nó, mỗi lần tôi tắm mà tôi nhìn nó, thứ nhất là tôi thấy nó xấu quá là tôi đã nản rồi. Rồi thứ hai là tôi biết là nó chứa trong đây cái mầm bệnh, mầm già và mầm chết. Và tôi biết ngày nào tôi còn có nó là còn thị phi, rồi còn buồn phiền, rồi còn đói, còn lạnh, còn ngứa, còn nực. Có hiểu đó không? Và vì nó đó mà tôi phải bị lệ thuộc vào rất nhiều cái nguyên tắc vật lý của trái đất, có biết không? Bởi vì có nó tôi mới có té. Luôn luôn mọi thứ bị hút vào tâm trái đất đó, đúng không ta? Ừ. Chứ thay vì tôi được bay như chim thì ngon quá rồi không? Vì có nó tôi phải bị đói, bị lạnh, rồi bị nhức răng, rồi bị tiêu chảy, bị đổ máu, rồi chưa kể mổ xẻ, rồi như bà này sáng mà nghe nó tôi bị bệnh, mình nói yên tâm đi, ông chồng con cũng chữa bệnh nó rồi, nhưng có điều nó cũng không có lành luôn, quay lâu lâu quay trở lại. Đôi khi mình đang lo thì mà nói phân nửa là được rồi, mà nói ông chồng con chữa rồi thì ok lắm, mình nghe mình cũng mừng. Ai ngày mới đế là con sao đó, nhưng mà con điểm nó đi rồi nó cũng quay trở lại. Chứ nó mới hết luôn. Mà không có trở lại không? Dạ không. Chưa nhưng mà phải xẻ phải không? Khi nào làm nặng. Ok. Ừ, ghê quá. Dư ăn uống không kỹ nữa. Thì đại khái hiểu không? Có nghĩa là vị đắc đạo họ, tại sao họ được hạnh phúc? Là vì họ biết cái của nợ này kể từ đây là nó có ra sao, nó cũng không có thể làm cho họ bị ảnh hưởng. Yeah. Vì có một lần Đức Phật đến thăm bệnh một vị tỳ kheo. Người hỏi có đau lắm không? Nó bạch Thế Tôn, con đau đến mức mà con thấy hình như chết hay hơn. Dễ sợ. Tức là được xuất gia trong giáo pháp một Đức Phật, mỗi ngày được nhìn Phật, mà bây giờ ông lại đi nói rằng thà chết hay hơn là sống như vậy. Biết là ông đau cỡ nào rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói thế này: ngươi hãy tâm niệm như sau: dầu thân tôi có đau nhưng mà tâm tôi sẽ không ảnh hưởng. Nghe kịp không? Rồi cái câu thứ hai: ngươi hãy nhớ rằng không phải ngươi đang đau, mà hãy nhớ rằng khổ thọ đang có mặt, chứ không phải ngươi đang đau. Hai này khác không? Khác là gì vậy? Khác nhiều. Hả? Khổ thọ đang có mặt, nó không giống với là tôi đang bị đau. Nghe kịp. Và nói cách khác, trên sân nhà tôi đang có lá, nó khác với lá hàng xóm đổ qua sân tôi nhiều quá. Hai này khác hay giống? Khác. Câu 1, trên sân tôi có quá nhiều lá. Câu 2, lá hàng xóm đổ lên sân tôi nhiều quá. Trên sân mình cũng vẫn có lá. Cái suy nghĩ thứ nhất là sân nhà tôi nhiều lá quá. Cái suy nghĩ thứ hai, lá mình hàng xóm đổ ở nhà tôi nhiều quá, thì hai cái suy nghĩ này nó phải không? À, ở đây cũng vậy. Cái suy nghĩ thứ nhất là tôi đang bị đau quá. Cái suy nghĩ thứ hai là khổ đang có mặt. Thì cái suy nghĩ thứ hai nó làm cho mình cái tình hình nó nhẹ hơn. Vì khi mình cố gắng cái tôi trong đó là lớn chuyện lắm, nhớ nha. Mà tôi nhìn tôi thấy vậy, tôi thấy tôi rồi gần chứ chắc về làm không nổi, con này nhớ không nổi. Chứ bản thân tôi cũng phải sống y như những gì tôi vẫn dạy người khác, tôi phải nói như vậy. Lý do rất đơn giản, bởi vì đó là con đường duy nhất để tôi tự cứu tôi. Chứ đừng nghĩ là thắc mắc biết ông giảng mình về ông dạy có làm không, phải làm chứ. Bởi vì tôi không làm thì làm sao tôi có thể trụ được trong cái cuộc đời khốn nạn này. Khổ lắm, có gì biết không, tôi đang xài một chữ rất là nặng á, cuộc đời khốn nạn. Bởi vì nó có quá nhiều cái khổ đi, mà nếu tôi không có dựa vào đạo là tôi đã điên lâu rồi, biết không. Mà đi dạy học mà gặp toàn thứ như vậy không, mà nhớ bây giờ thay vì tôi nghĩ thế này, đang mất công giảng cho một cái đám ù lì, thì tôi lại nghĩ thế khác: ở đây không có người thông minh. Tại vì tôi nghĩ ở đây toàn là cái đám mà ngu quá, thì tôi lại rất là giận, rất là buồn. Mà này tôi nghĩ ở đây cũng có người thông minh. Hoặc là thay vì tôi nói cái gì ngu, tôi không nói, tôi nói là trí tuệ họ đi vắng xong, thì nó bớt phiền biết bao nhiêu. Cho mình nghĩ thôi à.
đó mình nghĩ. Cho nên đó là trong 22 quyền á, trong 22 quyền á là cái quyền, cái mấy cái quyền cuối cùng là gì, là thánh trí, rất là quan trọng. Bởi vì thế giới này nó màu gì là do con mắt của ta nhìn. Nếu mà ta mang kính mát thì ta sẽ thấy nó khác. Mà nếu ta bị cận mà ta quên mang kính cận thì sẽ thấy thế giới nó khác, đúng không? Còn ta bị cận mà ta mang lộn kiến của hàng xóm, ta lại thấy nó khác. Có ai mang lộn kiến chưa? Không phải mang lộn mà mang thử kiến người khác chưa? Nó kỳ dữ lắm. Tại vì tôi là một bên là 2:30, bên 3 nè, mà hai bên nó khác nhau, mà cận có một tí loạn. Mà bây giờ tôi để cái trồng của cái cô này vô là tôi thấy khác liền. Thì cái mắt khác nhau á. Cho nên đó là gọi là khi mà mang lộn cái bà này là tôi chỉ một bên siêu thị là chết tôi luôn, tôi đâu có tiền luôn, tôi sống tùm lum. Bị cái chứng siêu thị. Rồi. Cho nên 22 quyền là gì? 22 quyền tức là 22 vấn đề cộm cán nhất của thế giới. Chính chúng đã tạo ra hạnh phúc, đau khổ, nước mắt, nụ cười, phàm và thánh, thiên đường và địa ngục cho thế giới này. Chính vì vậy 22 cái đó được gọi chung là 22 quyền. Và bất cứ cái gì trong cuộc đời này có liên hệ đến 22 cái này thì được gọi là được tác động bởi quyền riêng. Hiểu không? Bất cứ cái gì trên đời này, nếu mà nói như vậy thì lớp học này có phải đang bị tác động bởi quyền duyên không? Dạ có. Rồi, lớp học này có phải đang bị tác động bởi bậc thượng duyên không? Dạ có. Có nhớ bậc thượng thì nãy mình nói không? Bậc thượng là những gì mà... Rồi, lớp học này đang bị tác động bởi nghiệp duyên có đúng không? Có. Lớp học này đang bị tác động bởi cảnh duyên có đúng không? Có. Và lớp học này bị tác động bởi nhân duyên. Đúng, bây giờ hiểu chưa? Như vậy rõ ràng là mình học 24 duyên, phải là mình học cái chuyện trên mây, là mình đang học về chính mình. Bây giờ hiểu chưa? Dạ. Trong từng phút mà quý vị ngồi nghe tôi nói, có phải là quý vị đang ăn thực phẩm cho cái đầu của mình không? Dạ đúng. Bây giờ hiểu chưa? Dạ. Và trong từng phút quý vị đang sống trên cái nền tảng của cái tiền nghiệp quá khứ, có đúng không? Dạ đúng. Vì tiền nghiệp quý vị mới mang cái thân người. Và vì tiền nghiệp cho nên quý vị có đủ điều kiện để bây giờ ngồi đây, thay vì cầm một cọng vé số bán ở ngã tư Thị Nghè, Sài Gòn. Dạ, đúng, hiểu không? Dạ, đúng. Tôi về bến tôi gặp những cảnh động trời, 8 giờ đêm mà một bà cụ 80 mà còn cầm cặp vé số rà rà vô mấy quán ăn. Dạ. Tôi ngồi xe taxi tôi lướt ra bên ngoài, từ phía đường tôi về tôi chỉ như nó, trời bây giờ còn này hả sư, nó còn mà mốt cũng còn nữa, đừng nó bên nay. Còn đảng bán Vinh Quang là còn tiếp tục 70-80. Dạ, đội nón sụp cầm cọc vé số đi vô mấy cái quán ăn á, dí xỉ xỉ này nè. 8-7 bà đó là giá bèo là phải tự nhiên phải 80, có già hơn tôi mà. Mà giờ này mà còn cầm cái cọc nó mà bán không hết rồi, cứ bán cái khác còn ăn, còn bán cái số ăn mới đúng hết, về tự thiêu chứ sao mà không, nó hết rồi, được không? Nó hết giờ thôi chứ. Thì ôm hình như ôm, tôi nhớ là như ôm chứ. Thì nãy giảng rồi, tức là bốn thánh trí gồm thành có ba. Một là vị tri quyền, tức là cái trí thấy rõ bốn đế mà đi cùng với nhận thức rằng đây là điều mà ta chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng thấy cái gì? Ta chưa từng thấy rằng ta chỉ là thiện ác buồn vui thôi, nghe kịp không? Và bốn cái này sanh diệt trong từng second mà mình trước đây mình không thấy, mà bây giờ mình đắc đạo mình thấy cái đó, thấy được cái điều mà ta chưa từng thấy, gọi là vị tri. Rồi hai cái tầng giữa đó thì thấy trở lại cái mà mình đã thấy thì gọi là dĩ tri. Nhớ nãy tôi định nghĩa chữ dĩ là dĩ bản đó. Dĩ tri quyền có nghĩa là thấy rõ lại cái điều mà mình đã thấy ở cái tầng đầu tiên, cái tầng thánh sơ ngộ đó. Nhớ là sáng tôi nói cái tầng sơ ngộ, nhớ không? Rồi cái tầng la hán thì được gọi là cụ tri quyền. Cụ ở đây có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là cái thấy rốt ráo triệt để cái điều mà ba cái tầng thánh kia chưa có thấy tới. Hiểu chữ tới không? Thì cái tầng thứ ba gọi là cụ tri quyền, tức là vị đắc a la hán vừa xong là biết rõ rằng những gì cần thấy ta đã thấy, cần đắc ta đã đắc, chuyện nên làm đã làm,
và sau đời sống này ta không còn tái sanh nữa. Thì cái tầng thứ tư đó được gọi là cụ tri, còn hai cái tầng giữa đó được gọi là dĩ tri, tức là biết cái điều mà mình đã biết. Còn cái tầng đầu tiên á là vị tri quyền, nghĩa là cái trí biết cái điều mà mình chưa biết. Vậy tổng cộng 3 nhưng mà thành 4 đúng không? Ba mà thành 4, tại vì hai cái tầng giữa đó gom thành một là thành một. Tức là tầng đầu tiên là vị tri, là biết cái điều chưa biết, điều cái giữa là dĩ tri, là biết cái điều đã biết, và cụ tri là biết hoàn tất cái điều nào còn dang dở chưa có finish. Thì các vị biết rằng đó là nếu mà học đạo học cho kỹ, có dịp mà học học kỹ đó, chỉ học về cái trí tuệ bậc thánh là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Để gì mình để coi các ngài thấy cái gì. Vị tu rờ quần á, đối với các pháp á, mới có cái nhìn sơ ngộ thôi. Hiểu chứ sơ ngộ không? Thì sơ ngộ là thấy cái gì? Vị đó thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ. Kẻ còn thích trong khổ là còn tạo thêm khổ mới. Muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Ba cái nhận thức này giúp cho ta không còn khổ. Tổng cộng là 4 điều. 4 điều này được gọi là trí tuệ trong 4 đế. Mà nếu mình còn phàm thì mình 4 điều này mình chỉ biết qua sách vở, qua những gì mình đọc và những gì mình nghe từ người khác. Nhưng mà đối với người đắc đạo thì 4 cái này nè, họ nhận ra nó bằng cái này của họ. Các vị hỏi tôi nó khác chỗ nào? Khác chứ. Chưa biết uống cà phê, quý vị đọc 4.000 trang rồi nó tả cái mùi cà phê cỡ nào, quý vị có hình dung nữa không? Dạ. Trong nghĩ đắc tu đầu quần là cầm cái ly cà phê hớp một phát. Hiểu chưa? Cái biết lúc mình nếm cái ly cà phê đó, cái biết này nó hoàn toàn không giống với cái biết mà mình đọc 4.000 trang kia. Nói một cách khác, tôi chưa từng đi Bắc Âu lần nào hết, cho nên tôi coi chụp hình, chụp coi bài báo, coi sách, coi tivi, coi mấy clip đủ thứ hết trơn. Nó không thể nào giống với cái Bắc Âu mà lúc mà tôi xuống thị trường và bước ra ngoài, đúng không ta? Dạ, đúng. Vì cái lạnh đó, nó phải biết bằng da bằng thịt, chứ không thể nào mà mình biết bằng mà mặt chữ là lúc này bên Bắc Âu là bên Phần Lan đang âm 21 độ thì biết âm 21 là âm sao trời biết. Hôm rồi tôi bên Thụy Sĩ về đây là chỗ tôi là âm 10 mà 10 C chứ phải 10 F, âm 10 C. Âm 10 C, mấy sư Việt Nam qua thăm tội nghiệp lắm, mấy sư nói trời ơi thèm tuyết quá, tôi nói ít bữa nó hết thèm, nó qua ngán. Thiệt. Dòng cái thứ mà nó mới xuống nó đẹp bao nhiêu, tới lúc nó tan nó dơ banh xác, biết cái đó không? Đấy. Nó dơ mà nhìn mà nó là cái là cách nhất, cái thứ hai mà bố không tan mà bố chơi bố thành nước đá là mình cũng tàn đời khỏi đi luôn. Phải có đôi giày riêng, tôi có đôi giày mà tôi phải lật nó lên nó thành ra có cái lớp gai đó. Còn không là lamada là coi như là khỏi về dạy học luôn á. Mà ở dưới nó mệt gì biết không? Trời mù mù, nó tối tui âm âm âm. Mà đi đâu nó lạnh, mà có nhiều bữa nó buồn, nó nổi hứng, nó tuyết ra tuyết mà nó chơi mưa đó. Ở dưới đóng băng mà ở trên mưa nhẹ đó, trời nó vô duyên, nó xấu quá. Mà nó lạnh mà đi ra ngoài nó ngán làm sao đâu, ra ngoài cái trước nhà lấy thơ đó mà nó cũng quải nữa. Đi có mấy thước mà phải trùm phải quấn tùm lum chứ chịu không nổi. Không thể nào mà mặc như chị này mà lại đi ra lấy thơ hết á, không thể nào. Mà từ nhà ra đó khoảng 15 mét, mà nó trở vô 15 đó là 20. Có làm gì vậy, nhưng mà không, mặc như vậy mà ra lấy thơ là không có cửa. Không thể nào. Nó phiền dữ lắm, nhưng mà cái phiền này chỉ có cái kẻ nào sống bên đó mới biết. Thì nếp bàn y chang như vậy. Có nghĩa là khi mà đạt tới cái tánh trí rồi, hành giả mới thấy rằng thì ra Đức Phật đã từng đứng trên cái mảnh đất giác ngộ này. Ngài đã từng thấy cái này. Chư Phật ba đời mười phương, tất cả thánh hiền đều phải thấy cái này mà chấm dứt sinh tử. Thì ra thế giới này không có gì để mình thích và ghét. Nó chỉ là vậy thôi, no more. Mà chính vì không thấy chỗ này cho nên đời đời kiếp kiếp cứ là đam mê nó. Rồi tôi nhắc lại một lần nữa, cái lớp vô minh mình nó dày lắm, cái gì biết không? Nó dày chỗ nào?
nghe giảng tùm lum hết, nhưng mà trong bụng cũng lén lén kiếm chỗ nắm. Hiểu không? Tức là hồi xưa là mình chưa học đạo là mình thấy là mình đẹp, mình giàu, mình nổi tiếng, mình học thức. Bây giờ biết đạo rồi thì mình chê mấy cái đó là rùi bu, là xương khói. Mình chỉ qua mình nắm cái khác. Mình nắm ở chỗ là trong chùa này mình là đại thí chủ, mình cúng dường nhiều, mình giỏi giáo lý, mình ngồi thiền lâu, mình giữ giới, mình ăn chay, mình ăn tàu hũ nhiều nhất. Chuông ở nhà mình mòn nhiều nhất, chuông mỏng nhất. Mấy bạn cái chuông dày là đánh ít, đánh ở đây là đánh nhiều nhất nè. Nói chung là mình từ cái ôm này mình chuyển qua mình ôm cái khác. Hiểu không? Hồi xưa mình bị xiềng là bởi vì cái xiềng bằng sắt, bây giờ nó chuyển qua là bằng vàng. Rồi ít bữa nó qua lên tới platinum mà có cảnh hộp. Nó cũng là xiềng thôi, nhưng mà cho nên là tùy vào cái trình độ tâm linh mà chúng ta mỗi người có một cái kiểu xiềng khác nhau. Hồi nhỏ mình bị xiềng bởi con búp bê. Hiểu không? Lớn lên cái mình bị xiềng bởi một cái cuộc tình mà mơ hồ, mối tình đầu của một cái thằng, của một con nhỏ mà chưa chắc nó cưới. Rồi tới hồi mai mốt mình lấy nhau rồi mình bị xiềng bởi con, bởi nhiều thứ hôn nhân, liên hệ tới hôn nhân. Rồi từ từ lớn lên bị xiềng bởi cháu nội, cháu ngoại, rồi xiềng bởi tiếng tâm, danh vọng, xã hội, bị xiềng tùm lum hết. Và mình lại cái bậy nhất là tử đó là hay. Cái bậy nhất. Rồi đến cái năm mà 90 tuổi nếu còn sống, nằm ngáp ngáp ở trong đó xin hôm, mới ngồi mí nghiệm lại, mới thấy mình ngu hơi lâu. Dạ, lúc nằm mình á, tôi đã có dịp, các vị đừng có tưởng là trống không biết, trống biết nhiều lắm. Trống từng thăm một cụ 103 tuổi ở Tampa. Coi như là bà gặp tôi, bà nói tiếng Việt ít mà tiếng Tàu hay nhiều, phải nhờ mấy đứa con nó dịch lại bà người Tàu. Bà nói, bà khoe đó, là bữa nay tôi giấu được 8 viên thuốc. Bởi vì nó muốn giết tao mà nó đâu có tưởng dễ, tao đâu phải tôi ngu, tao đâu có uống đâu. Nó giết tao mà tôi giấu được 8 viên, bà dở lên cho coi nè. Cỡ đó mà chưa chịu lẫn thì còn tuổi nào nữa. Thuốc bác sĩ cho mà giấu được 8 viên mà đi khoe mà bác còn hỏi tôi lẫn hay sư. Không có đâu, cỡ này thôi à. Cỡ này chứ chưa có lẫn lắm. Nghĩ làm sao mà xin mẹ. Trời đó, lẫn hay sư. Không, chắc tôi lẫn đó. Tôi lẫn, có mình tôi lẫn đó. Đó là thuốc mà đi giấu rồi đi khoe là động trời không. Coi như là tôi dòm bản mà tôi nói cái bà này, họ nhìn cái mặt mà nàng điệu lắm nghe, nàng điệu lắm. À, biết nàng vô rồi mấy tuổi tôi không biết, mà thấy đầu nàng nặc là phải đem cái hình hồi trẻ đó để trên đầu giường mới chịu ngủ. Nó cũng được lắm, nó cũng được. Chụp cái hồi đó chụp ra đâu, cái hồi bên Quảng Châu, bên Hồng Kông gì, cái đời mà quánh stẹt gì đâu, lâu lắm rồi. Chân dài, mặt đầm, sườn xám rồi có lý lắm. Bây giờ lên 103 là chết ngát rồi, mới chết. Thì tôi dòm tôi nghĩ bà này chắc cũng có những cuộc tình, rồi có những cái cuộc hò hẹn, rồi mất ngủ, rồi hồi hộp, rồi tôi lúc vậy đó. Rồi ông kia đai, cô kia, rồi bây giờ còn mình bả đó. Rồi cũng bao nhiêu cái toan tính sự nghiệp, rồi tình yêu, rồi nhớ nhung, rồi hờn gặn cắn móng tay, bưng phê tà áo, rồi đủ trò. Rồi cuối cùng giờ lên tới 103 nhìn lạnh giống luôn. Thì khi mà Đức Phật ngày ra đời, ngày thuyết pháp, thì ngày mới cho mình thấy bấy lâu nay con đã sống bằng cái não trạng như thế nào. Thì cái kẻ nào có đủ duyên lành ba la mật thì nghe hiểu, còn cái kẻ mà không đủ duyên thì thấy ngộ ngộ vậy thôi. Cho nên trong kinh nói lúc mà ngày mới thành đạo xong đó, thì ngày có suy nghĩ ra như sau là: đạo ta đắc chứng khó khăn, thâm sâu vi tế khó hiểu. Liệu ta đem giảng cái đạo này cho người khác nghe, có bao nhiêu người hiểu được? Bởi vì đạo ta đi ngược dòng đời, ai cũng thích cầm nắm ôm ấp, mà ta lại kêu họ buông bỏ. Thì lúc ngài nghĩ như vậy thì Phạm Thiên từ trên đó xuất hiện với Bạch Thế Tôn: chúng sanh trong đời không phải chỉ có một hạng như vậy đâu. Chúng sanh trong đời giống như sen trong nước, có một số thì nằm sâu trong bùn, có một số thì ngôi lên đựng chút, có một số thì đã ngôi khỏi mặt nước, chờ nắng gió mưa sương mà nở bung. Thì chúng sanh trong đời cũng có nhiều hạng, xin Thế Tôn vì đại bi mà coi độ được đứa nào được thì độ, chứ còn không phải đứa nào cũng giống như dân đây hết đâu. Mà nhờ vậy mà ngài ừ cho một tiếng,
Ngài chỉ thôi, tam thiên đại thiên thế giới rung động, và từ đó thì tôi không ra đi hoằng pháp. Hoằng pháp thì Ngài thấy mà đủ duyên rồi thì Ngài tịch. Thì mình thấy rằng là chính Ngài là đại trí, đại bi, đại dũng, đại hùng, đại lực. Mà Ngài còn thấy rằng cái chuyện độ sinh nó là một chuyện khó chứ không dễ đâu. Nói không có nghe. Cứ là một là nó cứ ôm cái điều nó ôm đó, giờ nó thấy cái đó hay. Rồi bây giờ mình nói nó riết mà nó hiểu được, nó không ôm đó, nó nhảy qua nó ôm cái mới. Thì nó cũng chịu buông. Rồi cứ giờ không nói đi theo nó kè kè nó eo ôm buông nữa đi con, nó buông nó chụp nó ôm cái khác nữa quá. Mà mục đích của mình là không có ôm cái gì hết. Mà nó không được vì cốt khỉ quần cốt đột mà nó phải ôm. Nó nhánh cây nó mới buông nhánh này nó mới chụp cái nhánh kia. Chỉ lâu lâu trong vô số chúng sanh nó mới lọt ra một hai em hiểu được lời Ngài buông hết. Còn không thì cứ buông này bắt cái kia thì thấy khác hay hay đó. Trong kinh nói rằng đọc kỹ cuộc đời Đức Phật chỉ là một hành trình của chữ buông. Cách đây 4 A Tăng Kỳ về trước, Ngài là một công tử cực kỳ giàu có. Cha mẹ mất rồi, Ngài kế thừa toàn bộ gia sản, một gia tài rất lớn. Buổi chiều đó Ngài đi tắm xong Ngài về, mấy cô người hầu tuyệt đẹp lộng lẫy tới hầu quạt hầu cho Ngài ăn chiều. Ngài đang ăn thì Ngài suy nghĩ, cái hàng cột này, trần nhà tuyệt đẹp này, bao nhiêu bình lọ hũ chậu trong nhà này tất cả đều do bố mẹ ông bà để lại, rồi bây giờ họ đi đâu hết rồi? Đang ăn mà nghĩ vậy buông đũa đó. Trời ơi, bao nhiêu những cái hàng cột gỗ quý rồi bình chậu đồ cổ tùm lum hết, rồi bây giờ chủ nhân thật sự của mấy cái đồ yêu quái này giờ đi đâu? Chết sạch rồi để lại cho mình, rồi ít bữa mình đi mình để lại cho cái thằng đang bò lõm ngõm nữa kìa, hiểu không? Nghĩ nản bỏ hết đi tu. Đó là cái giai đoạn một. Giai đoạn hai, đi tu xong vô trong đó là người ta nó là thấy Ngài tướng đẹp lắm, tu hành thì ta bu rồi ta cúng dường đủ thứ hết trơn á, quỳ lại Ngài. Nhưng Ngài nghĩ bụng, gia tài muôn ức mà mình còn bỏ xá gì ba cái dĩa dưa hấu bình trà lại mới bái mà ngoài bái mà trong có bái hay không trời biết, bỏ luôn lên núi sâu hơn nữa ngồi thiền đắc thiền. Mà gặp mình mà đắc mà ba người ta vòng vòng là khoái, thấy bà quẩn là bay. Còn Ngài không, Ngài đắc xong thì nghĩ phải có cái gì ghê cái này chứ, còn mình cứ như vậy đó, bữa nó dài dạ ngáp lăn đùng nó chết cũng vậy nữa. Thì ngay lúc đó là Phật Nhân Đăng ra đời. Thì Ngài mới là thấy được Phật ra đời, Ngài mừng lắm. Ngài tới Ngài nhìn Phật, Ngài mới nhìn ánh mắt Phật, Ngài biết trong con mắt này không có tham, không có sân, không có si. Trong con mắt này không có tị hiềm, không có nhỏ mọn. Trong con mắt này không có chỗ chứa cho cái sự đam mê tái sanh, khiếp luôn. Nghĩ như vậy xong là quỳ sụp dưới chân Phật, là xin Thế Tôn mà Chư Tăng ở chỗ này xin không, mà đừng có đi dơ chân, hãy dẫm lên người của con. Cái mạng này còn thì sống, đứng bóng thì thôi. Con mong là cái mạng này con cúng cho Phật để nguyện đời sau con thành vị giống y chang như Thế Tôn vậy đó. Gớm như vậy. Tức là từ một ông công tử bỏ mới lên rừng, bỏ nhớ nãy giờ bỏ tùm lum đó, cuối cùng gặp Phật bỏ luôn cái cục nợ này luôn. Thì dĩ nhiên Phật là sao mà dẫm cho người ta chết cũng có, mình thì có chứ nhà làm gì có. Thì Ngài cũng dẫm tượng trưng, Ngài dẫm lên lưng vị này cái này, Ngài bước ra ngoài. Rồi Ngài quán xét cái căn gì, Ngài biết cái ông này ghê gớm, nó chứ không phải tầm thường. Ngài mới đứng ngay chỗ cái phía bên ngoài phía trước cái đầu á, Ngài nói 4 A Tăng Kỳ nữa con sẽ thành được vị chánh đẳng cánh giác giống hệt như ta, không khác một sợi tóc. Thì kể từ đó là Ngài tiếp tục Ngài tu suốt 4 A Tăng Kỳ nữa. Máu mà Ngài đổ ra cho chúng sanh nhiều đủ là làm sông làm suối, thật mà Ngài lóc ra cho chúng sanh nó nhiều đủ làm núi làm đồi, hy sinh nhiều cái kiếp Ngài làm những chuyện động trời lắm, thí dụ như là sẵn sàng gánh oan ức cho người ta, sẵn sàng gánh cái oan ức cho người ta. Chuyện khó khăn nhất có nhiều kiếp chỉ vì cứu người mà Ngài phải đi vào trong cái chỗ mà hiểm địa đó, chiến trường. Có nhiều cái kiếp chỉ vì cứu người mà Ngài phải đi ra cái chỗ mà sóng to gió lớn. Chỉ vì cứu người mà Ngài phải vào quan mạc, núi cao, rừng sâu. Chỉ vì cứu người mà Ngài làm, nói chung là Ngài làm rất là nhiều chuyện. Thí dụ có một kiếp đó Ngài, Ngài làm thầy thuốc mà Ngài mát tay lắm, mát mức mà coi như là quý vị biết người ta xếp hàng mà tới để mà Ngài khám bệnh đó. Mà Ngài vô Ngài cái bắp, Ngài hỏi cái mấy câu rồi
Thôi thôi nó về con luộc rau con ăn cũng được, nó vậy nó cũng hết. Thì thấy bệnh ít quá đó, ngày bắt ngày thấy bệnh bón là cái gì, ngày nói đơn giản rồi cuối cùng ngày mát ta đến mức mà khi ngày bữa đó ngày đang khám bệnh mà ngày nhìn ra ngoài, ngày thấy người ta trùng trùng bên ngoài đó, cái ngày mới kêu người nhà ngày nói coi có ai khát nước, đói bụng nấu cơm cho người ta ăn đi. Cái người nhà dạ, cái họ nấu nước nấu cơm đem ra. Ai bị bệnh viện cần biết, chỉ cần ăn cơm của ngài, uống nước nhà ngài hết sách túi đi luôn. Ngày mát lắm. Có người đó họ gấp quá đi mà bị đau, họ nói thầy ơi thầy, bây giờ thầy khỏi đụng tới con, thầy ra cửa sổ thầy cho con dòm mặt cái cũng được nữa. Rồi cái ngày ra cửa sổ ngày dòm, cái ngày cái chào giáo hoàng cái đó, rồi nó dòm cái nó khỏe luôn. Hiểu không? Có nghĩa là ngày lúc ngày thành ra là nguyên một cục thuốc chứ không phải là thầy thuốc nữa. Cái phước này lạ lắm. Nói chung không phải là phù phép gì mà do cái phước của ngài, là ai mà đủ phước hết bệnh thì mới gặp được ngài, nó năm nay vậy. Thì tới lúc mà ngài sống lâu già phải có lúc chết, thì trước khi ngài chết ngài mới suy nghĩ thế này. Chữa hoài biết nào cho hết. Mình đã 98 tuổi rồi mà người bệnh thì trùng. Mà bệnh này ở đâu nó ra? Bệnh thân là do bệnh tâm. Ta sẽ thành Phật để ta chữa bệnh tâm cho tụi này mới được. Chứ còn bệnh thân là chữa ngọn không hết. Tụi này là phải chữa bệnh gốc. Chứ còn tụi này mà cứ đè nó ra cho nó uống ba cái mà đổ trọng xuyên cung thuộc địa của táo nhân, cái này riết biết nào cho hết. Mà ngày tịch, ngày mất rồi đó mà người ta không có chịu là ngày mất mới ghê chứ. Tại nó đau khổ quá mà. Nó mới kéo tới nhà nó là coi trên như trong cái vườn ngày có cây có lá gì nó lặt sạch tới, nó về nó nấu cũng hết bệnh nữa. Rồi cuối cùng nó dùng tới biện pháp mạnh, nó ép người nhà nó phải lấy xương của ngài mài ra cho nó uống cũng hết nữa. Rồi nó mài đến hết cái hũ xương gì nó làm cái gì nữa, nó hỏi chỗ thiêu ở chỗ nào, nó đào nó xin cái chỗ đất nó lấy trò, mà nó lấy riết thành cái giếng nước, rồi cái giếng nó múc lên uống cũng hết bệnh nữa. Khiếp như vậy cái phước của ngài mà. Có nghĩa là làm riết, hiểu không? Có nghĩa là cái chỗ thiêu đó mà nó khoét cái lỗ, nó khoét hồi nào nó khoét ít, nó khoét riết rồi nó khoét riết thành cái giếng. Mà cái giếng nó múc nước lên uống cũng hết bệnh nữa. Tôi nhớ là ở Di Miên có cái chùa đó mà phía trước chùa có cây me bự lắm, rồi cái người ta cứ kêu chùa cây me. Rồi có hòa thượng cái chùa đó kêu hòa thượng cây me. Ông nghe cái tên không có đẹp, ông kêu đốn đi. Đốn xong mà đốn không có sập, nó còn khúc rồi nè, cái nó kêu hòa thượng gốc me. Bất quá ông kêu bứng luôn, bứng gốc dục, bứng cho nó có cái lỗ, kêu hòa thượng hôn me. Không thoát nổi. Tức là hòa thượng cây me, hòa thượng gốc me, rồi cuối cùng hòa thượng hố me. Ổng chưa biết làm sao là ổng tịch luôn. Và nếu mà còn sống tới bây giờ thì ổng là hòa thượng thua me. Có như không có thoát được. Còn Bồ Tát ngày xưa đó là coi như đó là quý vị nghe lá cây nó bí quá rồi, bây giờ nó tin cái phước của ngài đó, là cái lá tầm bậy tầm bạ đó, bẻ nó bẻ về nấu. Tại sao? Tại vì người đông quá, rồi nước rồi cơm cái gì trong nhà ngài, nói chung là cái gì trong nhà của ngài mà lọt ra là thuốc hết. Mà tôi đọc câu chuyện tôi rất là xúc động, ở điểm là ngày có cái tầm nhìn. Thay vì mình mà khi mình ngành y của mình mà cái tay thuốc tay nghề mình mà ngon lành với mình sẽ ham giàu, phải không? Rồi ta đây rồi kênh kiểu họ ngài có ngài luôn luôn ngài đạt đến đỉnh cao để rồi ngài buông sạch. Bồ Tát có những điều đặc biệt sau đây: luôn luôn sống buông bỏ những gì mình có, nhưng kiểu sống của ngài là kiểu sống của người đầu tư tài sản. Nó hiểu không? Thôi nói vậy hiểu hơn. Ngài luôn luôn là người rất là quạnh tài, nhưng mà lại thích sống xả tài. Có hiểu không ta? Ngài luôn luôn sống xa lìa tình cảm nam nữ, nhưng mà kiểu sống của ngài là kiểu sống quến tình. Tại ngài sống đẹp lắm, cho nên nam nữ mà gặp Bồ Tát được rất là thương. Ngài sống hết lòng với mọi người. Nam mến ngài như bạn, mà nữ mến ngài như là người tình. Thường thường phụ nữ họ thích kiếm chỗ dựa, mà ngày đúng là cái bóng nó dựa đã luôn á, dựa rồi ngủ luôn cũng được. Mà đặc biệt coi tài sản không ra gì, nhưng mà lại gieo cái mầm tài sản. Nói hiểu không? Hiểu. Coi tình cảm không ra gì, nhưng lại luôn luôn sống rất là trọn tình.
nhàm chán sanh tử tái sanh, nhưng mà luôn luôn gầy dựng những cơ sở tuyệt vời để sanh tử. Ý ngày đời đời sinh ra ngày lúc nào có trên đầu người ta hết á, làm vua, làm tướng, làm nhà giàu, làm phú hộ, làm phú ông, nhưng mà phải nói là có nhiều bỏ hết bao nhiêu. Đó là điểm đặc biệt của Bồ Tát, có tất cả để mà bỏ tất cả, là mình vừa học xong cái quyền duyên đó. Rồi còn duyên nữa, ngân 24 duyên này đó, tôi nghĩ rằng chắc không biết bà con có nghe nhớ hết không, chắc phải ôn ôn lại xong mình mới học qua cái 13 cái chế định. Mà bà con không có 13 chế định, bà con sẽ rất ngạc nhiên là không ngờ là cái ông mình nằm ở hạng bét, hạng chót, mỏng sâu, kinh hoàng, giò không tới đáy. Dạ, thiền na duyên. Ok, thiền na duyên. Tiền sanh duyên là nhờ tiền nó mới sanh duyên. Thiền nè. Cái chữ thiền ở đây nghĩa rộng vô cùng nha. Chữ thiền đây nghĩa rộng vô cùng. Bởi vì nếu mà mình không có học A Tỳ Đàm thì mình nghe chữ thiền mình cứ tưởng như thiền là vậy gọi là thiền nha. Nhưng mà chữ thiền ở trong cái giáo lý duyên hệ 24 duyên này nè, chữ thiền nó ám chỉ cho tất cả những cái gì mà nó có cái tác dụng đốt cháy tâm tư của chúng sinh thì nó được gọi là thiền. Thí dụ như cái pháp thiện mà đối với pháp bất thiện thì nó là thiền, đúng không? Mà cái pháp bất thiện mà nó đối với pháp thiện thì nó cũng là thiền, là bởi vì nó có cái nội dung là đốt cháy. Cho nên tôi hỏi quý vị một điều là trong cuộc đời này mình nghe nó cháy là mình nghĩ đến chuyện tốt hay chuyện xấu? Thường nghĩ xấu, nó cũng có tốt luôn. Hiểu chưa? Có những cái trên đời này nó bị bể là tốt hơn là còn nguyên, đúng không? Và có những cái trên đời này nó còn nguyên, nó tốt hơn bị bể. Có những cái trên đời này nó bị đứt, bị vỡ, tốt hơn là còn nguyên, phải không? Có những cái trên đời này nó bị cháy, tốt hơn là không bị cháy. Ví dụ như cháy nhà là không nên, cháy túi là không nên. Nhưng mà cháy nhà ra mặt chuột thì nên. Thì biết cháy nhà không chuột không? À, cháy nhà thì không nên, nhưng mà nếu mà nhờ cái vụ nó ra thì cái mặt chuột thì nên lắm. Thì ở đây cũng vậy, trong đời sống của chúng sanh có những cái đổ vỡ, có những cái trận hỏa hoạn mà nên có và có những trận hỏa hoạn không nên có. Những cái đức lành, những cái đức tánh là những cái cần phải được kéo dài, cần phải được duy trì. Nhưng mà những cái pháp bất thiện, những cái tánh xấu thì cần phải được tiêu hủy, bỏ được nhiều hay nhiêu. Như mình thấy nhà cháy, sách vỡ cháy, áo quần cháy thì không nên, nhưng mà rác cháy thì nên. Bởi vì thường, bởi vì cái cách đốt rác nó cũng là một trong những cách để mà giải quyết rác mà, phải không? Đốt. Như vậy thì quý vị đã hiểu chữ thiền ở đây rồi, phải không? Thiền đây có nghĩa là cái gì mà nó tạo nên những trận lửa trong tam giới thì cái đó được gọi là thiền. Còn cái trận lửa ấy là tốt hay xấu thì tùy. Hiểu chưa? Thì trong một ngày như vậy đó, là trong lòng mình có bao nhiêu trận quả quạng thì mà những trận đó là nên hay không nên thì tự biết, hiểu không? Hiểu. Có những cái suy nghĩ mà nó làm cho mình bỏ bớt được tật xấu thì cái mỗi một cái tật xấu mà được hạn chế đó là một lần đơn đốt ra. Còn có những lần mà mình có những suy nghĩ mà nó làm cho mình phải bị đốt nhà, bị cháy nhà thì khác, hiểu không? Và các nói là các vị có lẽ ai cũng biết, nhưng mà nói có lẽ làm cho bà con những mình lịch sử nhân loại gom gọn chỉ là những trận lửa thôi, các biết không? Hiểu tôi nói gì không? Tức là Tần Mỹ Hoàng cất cái cung Nga Phòng cất mấy năm trời, tới lúc mà Hạng Võ vào trong Hàm Dương mà tấn đánh nhà Tần, ổng đốt cái cung Nga Phòng nó cháy 3 tháng trời, gì biết không? Rồi thì Đức Quốc Xã, rồi thì Thực Dân Pháp, rồi Đế Quốc Anh, Đế Quốc Hòa Lan, Đế Quốc Bồ Đào Nha, đi đến đâu cướp được nhiêu cướp, phá được bao nhiêu thì phá.
Quý vị có biết rằng một trong những tội đồ của thế giới này chính là người Tây Ban Nha và đạo Thiên Chúa, các bạn biết không? Họ đã hủy diệt cái nền văn minh sau America, đúng vậy không ta? Phá banh chành nó đi kiếm vàng đó. À, nó đi kiếm vàng, nó kiếm có được thì nó lấy, mà nó kiếm không được thì nó đập, nó phá banh chành hết. Và một trong những cái phương tiện, một những hình thức mà phá hoại mà hiệu quả nhất, mà nhàn nhất đó là đốt. Bây giờ đập nó mỗi tay, đốt là gọn nhất. Cứ cái gì không xài, cái chất đóng đó là mồi, một mồi lửa. Và lịch sử Phật giáo mình là vào thế kỷ thứ 10 thì cái đại học Na Lăng Đà đã bị tụi Hồi giáo nó đốt cháy trong vòng là cũng 3 tháng trời kinh sách. Lúc đó trong trường có 15.000 vị tăng và 3.000 vị giáo sư, tổng cộng là 18.000 tăng ni của Ấn Độ và bên ngoài Ấn Độ vào học. Coi như là nó cháy không còn cái gì hết. Như vậy thì lịch sử thế giới chỉ là lịch sử của những trận lửa thôi, hiểu không? Tại vì cái cũ phải bị tiêu tan thì cái mới nó mới có cái chỗ trống để nó mới trồi lên. Cho nên lịch sử thế giới chỉ là lịch sử của những trận lửa thưa quý vị nha, dầu nghĩa bóng hay là nghĩa đen. Có lần đó ông vua Tề Hoàng Công cũng lên trên núi đi chung với một đám quan văn quan võ tướng lên núi. Ông nhìn quanh cái đất nước Tề, giang sơn cẩm tú đẹp lắm, đang phe phẩy cái quạt với những bậc khóc. Thì mấy ông quan cho hỏi tại sao mà hoàng thượng khóc. Ông nói đất nước đẹp như vậy mà tẩm chỉ còn sống có mấy năm nữa thôi. Thì mấy ông kia nghe cũng sụt sùi khóc theo, nói bệ hạ đi thì tuổi thần cũng đâu có còn nữa bao lâu. Thiệt làm quan ở một cái đất nước thế này, trên thì có minh quân mà dưới thì dân chúng thái hòa, đất nước thì xinh đẹp giàu có thế này, ai mà đành lòng bỏ đi. Thôi thầy trò buông nhau khóc. Thì ông Quản Trọng cũng đứng kế bên cũng cười. Thì vua ông bực cũng hỏi ai cũng khóc, tại sao Khanh cũng khóc mà Khanh cười? Thì ông nói dạ cái đám trước không chết thì cái đám này đâu có rảnh ngồi đi khóc. Hiểu không? Vua trước mà không chết thì làm gì có cái vụ mà bữa nay bị hạ làm vua rồi ngồi nó khóc. Còn mấy cha này nữa, cái đám quan trước mà nó không có chịu già, nó không chịu chết thì bây giờ mấy ông đứng ở đâu? Thì cũng phải đứa này thế đứa kia chứ, ở hoài hay sao? Thì mình thấy như cái nhà này nó là khoảng chừng 30 năm về trước thì có thể nó là miếng đất hoang phải không ta? Rồi 30 năm nữa là nó là cái gì thì chỉ có trời biết thôi, tôi không có rõ à nha. Vì 30 năm nữa mình không chắc nó còn hả? Cũng còn. Không, có thể chủ sao họ thích kiểu khác họ bỏ được không? Năm có 50 tuổi chứ mấy chứ. Hả? 30 năm nó có 4 có. Nhưng mà cô có chắc cô giữ được 30 năm nữa hay là cô bán? Con đâu biết. Đó, thấy chưa? Đó, họ bắt đầu bắt cả giờ đã cuối cùng hỏi. Không biết. Cho nên nó là, nó cũng hết giờ mừng ghê. Cho nên cái thiền na duyên là gì? Mà tôi phải nói thiệt, tôi chưa từng nghe cái vị nào giảng cái 24 duyên mà nó thơ mộng như vậy đó. Yeah. Cho nên mình tu là gì? Mình tu là mình thường xuyên kiểm soát xem trong lòng mình đang có những trận lửa gì. Cái gì đang bị đốt cháy và cái gì đang được đốt cháy. Hiểu không ta? Có hiểu chữ bị mà được không? Cái nãy sư nói nên à, đó. Và trong lòng của mình có những cái nó cần phải đổ vỡ và có những cái cần phải được bảo quản. Chứ không phải cái nào cũng còn hoài là hay, cái đó chưa chắc. Như là mấy cái cục thu mơ nè, mấy cái cục sạn thận mà còn hoài là không hay, đúng không? Cho nên có những cái mà cần bỏ là phải bỏ, mà cần giữ là phải giữ. Tu hành là biết giữ cái gì và biết bỏ cái gì. Và cứ nhớ tâm niệm thế này, lịch sử của thế giới là lịch sử của những trận hỏa hoạn. Và có những cái trận hỏa hoạn nên có và có những trận hỏa hoạn không nên có. Thật ra mà nói, các vị có biết rằng cái làn sóng Hồng Vệ Binh của Trung Quốc trong cái cuộc cách mạng văn hóa nó đã hủy diệt một phần rất lớn cái di sản văn hóa 5.000 năm hoa hạ của Trung Quốc, các vị có biết không? Coi như là chùa, miếu, đền, tháp, bia, ký mà lịch sử ngàn năm, 2.000 năm là tụi Hồng Vệ Binh nó phá tan nát. Rất nhiều cái di tích lịch sử giá trị của Trung Quốc hôm nay mà mình qua đó, một là do làm mới, hai là mới được sửa chữa. Chỉ có một số rất ít trong đó là còn dạng nguyên thủy thôi.
mà lịch sử của thế giới đó chỉ là dựng lên rồi đập phá. Tu hành là một quá trình dựng và phá. Có điều mình dựng cái gì phá cái gì, mà thường khi là dựng lộn và phá lộn. Bởi vì trứng vịt còn lộn nói như con người. Cho nên có những cái cần dựng thì mình phá, mà cái cần phá thì mình dựng. Đó, nó có cái vụ đó. Vì chúng ta thông minh quá cho nên hôm nay chúng ta mới còn ngồi ở đây. Chứ không nó lên tò nó ngồi sạch sành xanh rồi. À, cho nên đây thiện, đây là gì thiện, đây gồm có 7, đó là tâm, tứ, hỷ, lạc, định, ưu, hỷ, xả. 7 cái ưu xả. Tâm, tứ, hỷ, là định, ưu xả. Ưu cái là gì? Ưu cái này chắc mai giảng, chứ cái này giảng 4 là giảng ủ đó mà. Ưu đây tức là cái cảm giác khó chịu của thân và tâm nói chung. Trong trường hợp nào đó thì ưu là của tâm, nhưng có trường hợp ưu phải hiểu là gom chung cái gì thuộc về thân tâm nói chung nha. Thì khổ lạc ưu hỷ xả đó, ở đây là tâm, tứ, hỷ, lạc, định, ưu, xả. Thì 7 cái này là chính là 7 ngọn lửa mà nó thiêu cháy thế giới. Các vị nghe có lạ lắm không? Chứ nghe không có thấy tham sân si gì trong đây hết. Có. Vì sao có? Là bởi vì tham nó có hai, tham thọ xả và tham thọ hỷ. Tham một cách hào hứng và tham một cách hờ hững. Nghe kịp không? Thì có lúc Đức Phật Ngài gọi thẳng tên tham, có lúc Ngài chỉ nói cảm giác thôi. Ngài nói rằng toàn bộ thế giới này nó bị đốt cháy bởi 7 cái này. Mà các vị nghe thấy làm lạ chỗ là cái tầm tứ nó là cái gì mà nó được bị xem là ngọn lửa. Là bởi vì sao? Ngày mai nói. Nhưng mà ngày mai 7 cái đó là 7 cái mà ai là đại phước đại duyên mới nghe được 7 cái đó. Nó quá quan trọng, mà nó quan trọng là bởi vì nó quan trọng ở chỗ này. Mình nghe mình không hình dung được tại sao nó là lửa. Nó lớn chuyện như vậy đó.